Chương 2661, Tam Đầu Vương ngã xuống. Nột, một kiếm quét ngang qua. Hai đầu giao long và đầu nhện Tam Đầu Vương đều bị chém rơi xuống. Chỉ có đầu người thì lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Tam Đầu Vương sợ đến mức vong hồn đều bốc lên. Với hình tượng của hắn, nói Quân Tiêu Dao là quái vật, đúng là có loại cảm giác bất hòa. Quân Tiêu Dao cũng lười nói nhả, chém Đại La kiếm thai xuống, ma theo lực lượng bản nguyên vũ trụ. Một kiếm lướt ngang qua, cơ thể của Tam Đầu Vương bị kiếm quang chia làm vô số phần, nguyên thần tất nhiên cũng bị chém. Tuy Tam Đầu Vương rất kỳ dị, có được ba tia nguyên thần chẳng khác nào gián tiếp có ba cái mạng. Nhưng đáng tiếc, dưới một kiếm của Quân Tiêu Dao, cái gì cũng không tồn tại nữa. Một lát sau, nơi này yên tĩnh lại, không có bất kỳ phệ tộc nào đến đây. Có thể nói, nếu như lúc Tam Đầu Vương phát hiện hắn, lập tức triệu tập phệ tộc khác đến, vậy Quân Tiêu Dao sẽ không thể đánh dứt khoát với hắn như vậy. Đương nhiên, cuối cùng Tam Đầu Vương chắc chắn cũng phải chết, chẳng qua sẽ không chết hoài nghi đời ngươi như vậy. Không, là hoài nghi đời trùng. Mà hiện tại, bởi vì hắn tham lam nên dẫn đến bị tiểu bối hậu sinh Quân Tiêu Dao giết chết, cũng thực sự nghẹn khuất. Chuẩn đế đối với ta đã không còn là tồn tại cao cao tại thượng nữa. Nhìn Tam Đầu Vương tan mất, Quân Tiêu Dao thản nhiên tự nhủ. Hắn đánh một trận với Tam Đầu Vương là muốn khảo nghiệm cực hạn của bản thân. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn xem thường bản thân rồi. Dù là Tam Đầu Vương chuẩn đế cảnh cũng không cách nào ép ra cực hạn của hắn. Tuy hắn cũng vận dụng Chí Tôn thuật tầng 4, thậm chí là dung hợp thượng thương hắc nhất. Nhưng đừng quên, Quân Tiêu Dao còn có rất nhiều át chủ bài, không chỉ có những thứ này. Còn về pháp thân thần linh, vậy thì càng không cần phải nói. Quá biến thái. Như bật vậy, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không xem pháp thân thần linh là chiến lược thật sự của mình. Dù sao thì sử dụng pháp thân thần linh phải dựa vào lực lượng tín ngưỡng. Không có năng lượng của lực lượng tín ngưỡng thì pháp thân thần linh sẽ không là gì cả. Tuy sau này, đợi Quân Tiêu Dao lần nữa trưởng thành, có lẽ sẽ tiến hành cải tiến pháp thân thần linh. Nhưng ít nhất hiện tại, hắn chỉ là một hóa thân thân ngoại có thực lực biến thái mà thôi. Chuẩn đế tổng cộng có 9 kiếp, tuy chuẩn đế nhất kiếp không còn uy hiếp gì đối với ta, nhưng 9 kiếp chuẩn đế từng bước lên trời. Mỗi một lần độ kiếp lô xác đều là một lần thay da đổi thịt, đối với chuẩn đế cấp bậc cao hơn, vẫn là không thể khinh thường, Quân Tiêu Dao không có tự mãn gì. Tuy đối với thiên kiêu khác đã là tồn tại thần tích, nhưng nếu ta có thể lấy thân xác vượt qua kiếp chuẩn đế, đột phá đến thân xác chuẩn đế, thì ta có nắm chắc một quyền giết chết Tam Đầu Vương này, tuyệt đối sẽ không giống phiền phức giống như hiện tại. Quân Tiêu Dao thản nhiên lắc đầu, không tính là hài lòng với chiến lược của bản thân. Nhưng không sao, Quân Tiêu Dao đã bắt đầu chuẩn bị chuyện thân xác thành chuẩn đế rồi. Tuy đây là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng Quân Tiêu Dao vốn không cảm thấy mình sẽ thất bại, chỉ vì hắn là Quân Tiêu Dao. Được rồi, rèn luyện cũng rèn luyện rồi. Tiếp theo, nên đến nơi muốn đến rồi. Thần niệm của Quân Tiêu Dao dò xét đến chỗ sâu nhất trong xào huyệt của phệ tộc. Nơi đó có một tia khí tức khủng bố nhất trong xào huyệt, Tam Đầu Vương không thể so sánh được. Đó là phệ tộc cấp hoàng. Nơi sâu nhất trong xào huyệt phệ tộc, nơi này là một mảng không gian cực kỳ rộng lớn, mà trong mảng không gian này phủ đầy các loại mạng nhện, giăng khắp nơi, giống như từng tia trật tự thần liên đan xen vòng vèo. Mà ở trung tâm có một mạng nhện cực lớn. Trung tâm của mạng nhện có một bóng dáng thướt tha yểu điệu ngồi xếp bằng ở bên trong. Đó là một nữ tử xinh đẹp, thậm chí có thể gọi là diêm dúa lòe loẹt. Một đầu tóc đỏ, dáng người có chút khoa trương, đường cong khiếp người, cầu thêm áo giáp màu đỏ phù hợp với dáng người, còn có một loại hấp dẫn khác, có cảm giác khiến cho người ta không khỏi nuốt nước bọt. Mà giờ phút này, có một thần mang sáng chói ở phía trước nữ tử xinh đẹp này. Trong thần mang dường như chìm nổi cái gì đó, mà nhìn đồ vật bên trong thần mang này, trong đôi mắt đẹp hẹp dài của nữ tử cũng không khỏi hiện lên hào quang. Cảm ứng lúc trước của ta quả nhiên không sai, vậy mà có thể phát hiện được vật này trong thế giới cổ tích của Ngân Hà vỡ nát này. Nếu có thể luyện hóa nó thì cấp bậc sinh mệnh của ta sẽ đạt được lột xác cực cao, nhưng trước mắt không phải là thời cơ tốt nhất để luyện hóa, nữ tử xinh đẹp tóc đỏ tự nhủ. Sở dĩ nàng dẫn phệ tộc đến đây chính là vì cảm ứng được sự tồn tại trong thần ma này. Bỗng nhiên nàng như phát giác được thứ gì đó, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Một bóng dáng mặc áo trắng thản nhiên bước đến. Hắn rất trẻ, rất đẹp trai, trên người tràn ngập khí tức và sức mạnh. Hắn giống như miếng thịt tươi ở trong mắt nữ tử xinh đẹp tóc đỏ. Bóng dáng xuất hiện tất nhiên là Quân Tiêu Dao. Mà tuy nữ tử xinh đẹp tóc đỏ có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi đến nơi này như thế nào vậy? Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ hơi híp mắt. Nàng không tức giận hay phát cáu gì cả. Với mắt nhìn đẳng cấp của nàng thì Quân Tiêu Dao giống như một con kiến hôi vậy. Nàng sẽ tức giận vì sự xâm nhập tùy ý của một con kiến hôi sao? Trước mặt tồn tại như nàng, xuất hiện tồn tại gì, nàng cũng sẽ không để ý đến.
Đương nhiên là trực tiếp đi vào rồi, tệ thể chém một phệ tộc cấp vương, quân Tiêu Dao thành thật nói. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ hơi cảm giác, quả nhiên cảm nhận được trong xào huyệt phệ tộc thiếu đi một khí tức phệ tộc cấp vương. Thú vị. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ quan sát quân Tiêu Dao. Nàng có thể cảm nhận được khí tức của quân Tiêu Dao rất trẻ, khí huyết tràn đầy. Hắn tuyệt đối không phải là nhân vật thế hệ trước, hoặc là cường giả dịch dung trở thành người trẻ tuổi. Một tiểu bối đời sau lại có thể chém giết một phệ tộc cấp vương chuẩn đế cảnh. Điều này khiến nữ tử xinh đẹp tóc đỏ cực kỳ bất ngờ. Chỉ là, dù có thể chém giết phệ tộc cấp vương, nhưng vẫn là con kiến hôi ở trong tay nữ tử xinh đẹp tóc đỏ. Chương 2662, mục đích thật sự. Ta có thể cảm nhận được huyết nhục trên người ngươi rất tràn đầy, rất hấp dẫn ta. Nếu có thể cắn nốt ngươi, ta sẽ nạt được lợi ích cực lớn. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ nói xong, còn dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ. Quân Tiêu Dao chính là thịt đường tăng ở trong mắt phệ tộc. Tại sao mỗi một con trùng đều muốn cắn nốt ta vậy? Quân Tiêu Dao thở dài lắc đầu. Con trùng, nữ tử xinh đẹp tóc đỏ khẽ nhíu mày. Tuy phệ tộc bọn họ quả thật là trùng, nhưng cũng phải xem đó là ai. Ví dụ tồn tại như nữ tử xinh đẹp tóc đỏ thật ra đã vượt qua ràng buộc cấp bậc sinh mệnh. Điều này có thể nhìn thấy từ vẻ ngoài của nàng. Những phệ tộc khác dù hóa thành hình người, hoặc ít hoặc nhiều, đều giữ lại một phần đặc trưng vốn có. Chứ đừng nói đến tam đầu vương, hoàn toàn là tồn tại giống như quái vật. Nhưng nữ tử xinh đẹp tóc đỏ trước mặt khác với phệ tộc trước đây. Nàng rất hoàn mỹ, dáng người đường cong khiếp người. Không nhìn ra bất kỳ khác biệt gì với nữ tử bình thường. Không ai có thể liên tưởng nàng với trùng cả. Chăn kia. Nể tình ngươi đẹp trai, ta sẽ không để ý đến sự mạo phạm của ngươi. Nhưng, dám nói ra lời này ở trước mặt tinh hồng nữ đế ta, ngươi quả thật rất có dũng khí. Nữ tử xinh đẹp tóc đỏ nói ra thân phận của mình. Nàng là tồn tại cấp hoàng trong phệ tộc, tên là tinh hồng nữ đế. Từ nơi này thì có thể biết, tinh hồng nữ đế này là cường giả đế cảnh thật sự. Không phải là đám người tam đầu vương trước đó có thể sánh được. Mà lần này, sở dĩ phệ tộc xuất hiện ở Ngân Hà vỡ nát, là bởi vì trước đó tinh hồng nữ đế mơ hồ cảm giác có một loại khí tức đặc biệt ở Ngân Hà vỡ nát. Sau đó, lập tức dẫn phệ tộc đến nơi này tìm kiếm, cũng bị nàng tìm được. Chính là tồn tại chìm nổi trong thần mang đó. Tinh hồng nữ đế không ngờ có người có thể tìm được xào huyệt phệ tộc. Tam không ngờ có người có thể trực tiếp tiến vào xào huyệt phệ tộc, đi tới trước mặt nàng. Chẳng kia, ngươi tới là chịu chết à? Tinh hồng nữ đế nhìn về phía quân Tiêu Dao. Thực lực đế cảnh làm cho nàng có vốn liếng không để ý mọi thứ, cao cao tại thượng. Thể chất của quân Tiêu Dao có đặc thù đến đâu, có yêu nghiệt đến đâu thì như thế nào, cường giả đế cảnh vẫn là có rạch trời không thể vượt qua. Chỉ là ta muốn biết mục đích phệ tộc xuất hiện ở nơi này là gì, nhưng hiện tại đã biết rồi. Ánh mắt quân Tiêu Dao dừng lại trên trụng thần mang rực rỡ ở trung tâm mạng nhện. Đó chính là nguyên nhân tinh hồng nữ đế xuất hiện ở nơi này. Ha ha, thằng nhãi kia, ngươi có biết tò mò hại chết mèo không? Một đầu ngón tay của ta đã có thể nghiền chết ngươi vạn lần, nhưng ngươi rất non nớt ngon miệng, ta không đành lòng giết ngươi. Chi bằng thuận theo ta, thấy được không? Tinh hồng nữ đế nhìn quân Tiêu Dao, trong mắt lóe lên ánh sáng. Quân Tiêu Dao đối với phệ tộc chính là thịt đường tăng. Có thể nói, bất kỳ một phệ tộc nào nhìn thấy quân Tiêu Dao, suy nghĩ trong lòng đều là cắn nuốt hắn. Nhưng hết cách, ai bảo quân Tiêu Dao đẹp trai quá làm chi? Nếu tinh hồng nữ đế trực tiếp cắn nuốt, thậm chí cảm thấy hơi phung phí của trời, giống như phá hoại phong cảnh, trâu nhai mẫu đơn vậy. Lãng phí cái xác đẹp mắt tuyệt thế là quân Tiêu Dao, chi bằng ngươi bên người chơi đùa trước, đợi chơi chắn rồi nói sau. Mà quân Tiêu Dao lại im lặng không nói gì. Tuy tinh hồng nữ đế rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều nữ tử nhân tộc, nhưng vừa nghĩ đến bản thể của nàng, cho dù với định lực của quân Tiêu Dao cũng cảm thấy lạnh người. Con người không thể, ít nhất là không nên. Thứ cho ta từ chối, quân Tiêu Dao lời lẽ nghiêm túc nói. Đáng tiếc, vậy thì hết cách. Tinh hồng nữ đế chuẩn bị ra tay, muốn nghiền chết quân Tiêu Dao. Thân là cường giả đế cảnh, đối chiến với ngươi, ta thật sự rất chịu thiệt, có thể cho phép ta vận dụng chút ít thủ đoạn nhào không? Quân Tiêu Dao mỉm cười, thậm chí còn có loại nho nhã. Ha ha, thằng nhãi thú vị. Đương nhiên là được, ngươi có thủ đoạn nhỏ gì, cứ việc thi triển ra. Nhìn thấy hành động của quân Tiêu Dao, tinh hồng nữ đế cũng không khỏi cười lên. Tiểu bối nhân tộc này không khỏi có chút buồn cười. Thủ đoạn nghịch thiên gì, có thể khiến cho một con kiến hôi ngay cả đạo tôn cũng chưa tới như hắn đối kháng với bản thân thân là đại đế chứ? Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, tê xuất ra thủ đoạn nhỏ của mình. Ông quân Tiêu Dao dẫn dắt vũ trụ bên trong ra, bóng dáng màu vàng kim ngồi xếp bằng trong biển tín ngưỡng. Trong khoảnh khắc, một pháp thân thần linh vạn trượng màu vàng kim đứng lên từ phía sau quân Tiêu Dao.
toang thanh chấn động ầm ầm, giống như thiên âm vang vọng, lại giống như thiên nộ. Cơ thể thần linh cao tới vạn trượng, lượn lờ lực lượng tín ngưỡng màu vàng kim toàn thân, giống như có hàng tỷ chúng sinh vây quanh pháp thân màu vàng kim đó, đang ca ngợi, sùng bái, cầu nguyện. Tinh hồng nữ đế trợn tròn mắt. Tinh hồng nữ đế không thể tin vào mắt mình. Nàng đã nhìn thấy gì vậy? Pháp thân thần linh màu vàng kim vạn trượng như một thần linh màu vàng kim cổ xưa hiển hóa ở đương thời. Khí cơ mênh mông, nghiêm túc oai phong. Có bóng dáng chúng sinh bái lại hiện lên, âm thanh chư thần phản sướng vang vọng. Giống như có một loại sức mạnh to lớn vô thượng trấn áp vũ trụ càn khôn. Loại sức mạnh mênh mông mà bành trướng này, thậm chí khiến cho phệ tộc cấp hoàng như tinh hồng nữ đế đều cảm giác hít thở không thông. Đây chính là thủ đoạn nhỏ của thanh niên áo trắng trước mặt này sao? Thủ đoạn nhỏ này đúng là đủ lớn đó. Nàng hoàn toàn không chịu nổi. Ngươi, cái này, rốt cuộc ngươi là ai? Biểu cảm của tinh hồng nữ đế đều thay đổi. Quân Tiêu Dao đối với nàng tuy hơi thần bí, nhưng khí tức trung quy vẫn không uy hiếp được nàng. Nhưng pháp thân thần linh thì lại khác, mang đến cho nàng cảm giác nguy cơ cực lớn, đó là nguy cơ sinh tử. Vốn ta không muốn vận dụng, nhưng hết cách. Tuy nó sẽ tổn thất phần lớn năng lượng, nhưng ít nhất có lẽ có thu hoạch, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Chương 2663, giết chết tất cả kẻ địch. Hắn cũng không phí lời, trực tiếp dung nhập vào trong pháp thân thần linh, bắt đầu ra tay. Giờ phút pháp thân thần linh hiện thế đã bắt đầu tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Tuy những năm gần đây ở dưới hải, biển tín ngưỡng của vũ trụ bên trong hắn cũng tích góp được không ít lực lượng tín ngưỡng, nhưng còn kém xa mới có thể gọi là đầy đủ. Cho nên tốc chiến tốc thắng là mục tiêu của Quân Tiêu Dao. Pháp thân thần linh vạn trượng vô cùng hoành tráng, giống như một thần linh đương thời. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có sức mạnh to lớn chấn động thiên địa. Đương nhiên, cái giá này phải tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Bàn tay to của pháp thân thần linh thò tới, bàn tay màu vàng kim đè ép tất cả mọi thứ như bàn tay của thần. Tinh hồng nữ đế cũng ra tay, bắn ra uy thế đế cảnh, có năng lượng nồng đậm màu đỏ tươi phát ra từ trong cơ thể nàng. Sau đó, ngàn vạn tơ nhện được bắn ra, tơ nhện đó là dùng pháp tắc ngưng luyện thành, có thể xuyên thủng hư không. Pháp thân thần linh. Chiêu thức đơn giản, đại khai đại hợp. Ánh sáng tín ngưỡng màu vàng kim đánh tan tất cả mọi thứ. Bàn tay màu vàng kim giáng xuống tinh hồng nữ đế. Áo giáp mềm màu đỏ trên người tinh hồng nữ đế cũng là do xương ngoài của nàng tế luyện thành, vô cùng kiên cố, có thể sánh với đế binh. Nhưng bàn tay màu vàng kim của pháp thân thần linh vỗ xuống, lại trực tiếp nứt ra sụp đổ. Đồng thời, cơ thể của tinh hồng nữ đế cũng bạo lui, miệng phun ra một búng máu tươi. Nàng mở to đôi mắt hẹp dài, không thể tin được. Pháp thân mà tiểu bối trẻ tuổi này tế xuất có thể một kích đả thương đại đế phệ tộc là nàng. Chỉ là, tinh hồng nữ đế tất nhiên không biết, pháp thân thần linh của Quân Tiêu Dao đã từng giao thủ với trung cực ách họa, siêu cấp của đám ám đế mà thế chủ từng giao thủ. Tuy tinh hồng nữ đế là cường giả đế cảnh, nhưng vẫn không có tính so sánh với cấp bậc bàn tay đen phía sau. Quân Tiêu Dao thấy thế thì trực tiếp tế xuất một thứ khác. Đó là một cây đại kích màu vàng kim rực rỡ, tản ra uy áp khí phách cương mãnh vô song. Chính là đấu thiên thần kích lúc trước Quân Tiêu Dao cướp được từ chỗ Lý Vô Song. Đây chính là thần binh lúc trước đấu thiên chiến hoàng hao phí rất nhiều tâm huyết tế luyện thành, luôn ổn dưỡng ở bên cạnh tiên linh chi tâm, lột xác thành chuẩn tiên khí. Với thực lực bản thân Quân Tiêu Dao, tất nhiên là không thể phát huy ra uy lực chuẩn tiên khí. Nhưng hiện tại, với lực lượng pháp thân thần linh, tất nhiên là có thể phát huy ra uy lực chuẩn tiên khí của đấu thiên thần kích này. Pháp thân thần linh màu vàng kim, tay cầm đấu thiên thần kích màu vàng kim, ngược lại có chút tương xứng. Đấu thiên thần kích chém xuống, uy lực chuẩn tiên khí bộc phát, dường như có thể chém nát trời cao. Loại chấn động này khiến cho cả sao huyệt phệ tộc đều dao động. Có chuyện gì vậy? Có địch tập kích, mấy phệ tộc cấp vương, còn có phệ tộc khác đều bị luồng dao động này làm cho khiếp sợ. Không ổn, là phía bên nữ đế đại nhân, lẽ nào có cường giả dưới hải lẻn vào đánh lén? Mấy phệ tộc cấp vương vội vàng chạy về phía tinh hồng nữ đế. Mà giờ phút này, tinh hồng nữ đế chật vật không thôi. Pháp thân thần linh nắm đấu thiên thần kích trong tay, thúc dục uy lực chuẩn tiên khí, trực tiếp chém nát áo giáp mềm màu đỏ trên người nàng. Phải biết rằng, đây chính là đồ bảo hộ tương đương với cấp bậc đế binh, vậy mà bị một kích chém nát. Tinh hồng nữ đế rít lên, cảm giác được một tia nguy cơ sinh tử. Nàng trực tiếp hiện ra bản thể, là một con nhện màu đỏ tươi cực lớn. Bản thể của tinh hồng nữ đế rõ ràng là một con tinh hồng ma thù. Lúc một phệ tộc hiện ra bản thể thì chứng minh nó muốn liều mạng. Sau khi hiện ra bản thể tinh hồng ma thù, khí tức của tinh hồng nữ đế tăng vọt một đoạn. Chân nhện màu đỏ cứ như cây mâu xuyên qua các thế giới, có đế văn màu đỏ rực chìm nổi hóa thành ánh sáng giết chóc vô biên, bao phủ về phía pháp thân thần linh. Mà pháp thân thần linh không có biểu cảm gì. Nếu như muốn nói có biểu cảm gì, đó chính là lạnh nhạt vĩnh hằng. Đó là một loại lạnh nhạt ngồi xếp bằng trên chúng sinh, giống như thần vậy. Đấu thiên thần kích tiếp tục chém xuống,
hàng tỷ tia sáng rực rỡ bắn tung tóe, va chạm với tinh hồng nữ đế. Chạch, chân của tinh hồng ma thủ trực tiếp bị chặt đứt. Na thật sự có chút hoảng hốt, đường đường là đại đế lại không có lực phản kháng, pháp thân mà tiểu bối trẻ tuổi này tế xuất rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Kết thúc rồi, Quân Tiêu Dao khống chế pháp thân thần linh lần nữa chém xuống, ánh sáng của kích cuồn cuộn mang theo sức mạnh to lớn vô thượng phá tan tất cả mọi thứ. Toàn bộ sáu huyệt phệ tộc đều bắt đầu sụp đổ từ trung tâm. Bóng dáng khổng lồ của tinh hồng ma thù trực tiếp bị bao phủ ở trong ánh sáng vô tận. Đợi đến khi mấy phệ tộc cấp vương đến, bọn họ chỉ thấy được có hiện tượng đế vẫn hiển hiện. Nữ đế đại nhân ngã xuống rồi. Mấy phệ tộc cấp vương đều không thể tin vào mắt mình. Phía bên giới hải xuất hiện cường giả cấp bậc này từ khi nào vậy? Nhìn thấy bóng dáng màu vàng kim vạn trượng sừng sững, mấy phệ tộc cấp vương chỉ cảm giác cổ họng bốc lên khí lạnh. Chạy! Những phệ tộc cấp vương không chút do dự, xoay người muốn bỏ chạy. Nếu như tinh hồng nữ đế còn sống, có mệnh lệnh của nàng, đương nhiên phệ ở đây sẽ không dám chạy trốn. Nhưng ngay cả người đứng đầu đều không còn, phệ tộc còn lại tất nhiên là loạn thành một nồi cháo. Quân Tiêu Dao đối với chuyện này cũng rất đơn giản, tụ tập lực lượng pháp thân thần linh, lệ đấu thiên thần kích phóng ra thần mang vô biên trước nay chưa từng có, sau đó chém xuống một kích. Chương 2664, giết chết tất cả kẻ địch. Ầm, ánh sáng minh mông không gì sánh kịp trực tiếp chia toàn bộ sao huyệt phệ tộc làm hai. Phệ tộc ở đây đều bị tiêu diệt dưới một kích này. Đây chính là uy áp của pháp thân thần linh, chấn áp giết chết tất cả kẻ địch. Mà giờ phút này, trong ngân hà vỡ nát, mấy đội ngũ chấn giới quân khác đều nhìn thấy được. Ở nơi sâu của ngân hà vỡ nát có một tia thần mang màu vàng kim lóe lên, giống như xé nát càn khôn, chém đứt vòng trời. Đó là cái gì? Lẽ nào có chí cường giả của Ải Đông Lĩnh ra tay sao? Lẽ nào là Tuyết Nguyệt Yêu Đế ra tay? Không thể nào, không giống dao động của Tuyết Nguyệt Yêu Đế. Lẽ nào trong thành Lưỡi Tam Hoàng còn có chí cường giả vô thượng ẩn nấp? Những chân giới quân này đều nghi ngờ. Chỉ là bọn họ đều cho rằng có khả năng là phía bên thành Lưỡi Tam Hoàng có cường giả ẩn giấu ra tay. Mà ở một nơi khác, đám người Lục Tinh Linh vừa giải quyết một nhóm phệ tộc, nhìn dao động thần mang chém đứt vòng trời ở nơi sâu của ngân hà vỡ nát, Lục Tinh Linh cũng hít sâu một hơi. Không biết tại sao, nàng lại nghĩ đến một mình Quân Tiêu Dao tiến vào nơi sâu của ngân hà vỡ nát. Lẽ nào? Trong mắt Lục Tinh Linh hiện lên một tia rung động khó có thể diễn tả thành lời. Quân Tiêu Dao không biết dao động chiến đấu của hắn đã khiến những tu sĩ chấn giới quân chấn động. Mà sau đó, những chấn giới quân đó cũng phát hiện những phệ tộc điên cuồng vây quét bọn họ bắt đầu rút như thủy triều. Điều này càng làm kiên định suy nghĩ của đám người chấn giới quân. Có lẽ là có đại nhân vật trong thành Lưỡi Tam Hoàng ra tay giải quyết nhân vật mấu chốt trong phệ tộc, cho nên phệ tộc mới rút lui. Mà sau khi phệ tộc rút lui, những chấn giới quân này cũng trở về thành Lưỡi Tam Hoàng. Bọn họ khẩn cấp muốn biết rốt cuộc là chí cường giả nào ra tay. Mà tiểu đội do Lục Tinh Linh xuất lĩnh cũng chuẩn bị rút lui. Lúc trước Quân Tiêu Dao đã nói với bọn họ, không cần đợi hắn ra ngoài cùng nhau trở về. Đội trưởng, luồng dao động vừa rồi, chẳng lẽ là... Đám người lão tu sĩ mặt mù và tu sĩ một tay đều nói. Một mình Quân Tiêu Dao tiến vào nơi sâu của ngân hà vỡ nát, cộng thêm động tĩnh vừa rồi, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Lục Tinh Linh hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta không rõ công tử có thủ đoạn gì, nhưng luồng dao động trước đó ít nhất cũng là cấp bậc cấp đế. Đám người lão tu sĩ mắt mù như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng vậy, tuy Quân Tiêu Dao là tồn tại cực kỳ nghịch thiên trong mắt bọn họ, nhưng có nghịch thiên hơn nữa, cũng không đến mức mạnh đến cấp bậc đại đế, như vậy không hợp thói thường rồi. Dù là nữ tử như Lục Tinh Linh vô cùng sùng bái Quân Tiêu Dao cũng khó tin. Mà giờ phút này, sâu trong ngân hà vỡ nát, sau một chiêu, sao huyệt phệ tộc bị chém thành vô số mảnh nhỏ, trôi nổi trong tinh vũ. Vô số phệ tộc đều bị tiêu diệt dưới một kích này. Chỉ có Quân Tiêu Dao, áo trắng tuyệt thế, đứng ở hư không, y phục không nhiễm bụi. Quân Tiêu Dao cũng không rõ rốt cuộc bản thân đã lập được bao nhiêu công huân, có lẽ là đếm không hết. Chỉ biết rằng, ánh sáng của lệnh bài công huân luôn lóe lên, chưa lúc nào dừng lại. Một thân một mình diệt phệ tộc cấp hoàng cùng với nhiều phệ tộc cấp vương, còn giải quyết một sào huyệt phệ tộc. Đây là công huân mà đại đế phía bên giới hải khó mà lập được. Có thể nói, công huân lần này Quân Tiêu Dao đạt được chính là cấp bậc nổ tung. Có lẽ toàn bộ thành Lũy Tam Hoàng đều sẽ run rẩy. Nhưng Quân Tiêu Dao không có bất kỳ tự mãn nào. Tuy pháp thân thần linh cũng là thủ đoạn át chủ bài do chính hắn đích thân bồi dưỡng ra, cũng thuộc một phần chiến lực của hắn. Nhưng dù sao cũng không phải là Quân Tiêu Dao đích thân ra tay. Chỉ là Quân Tiêu Dao cảm thấy với thiên phú của hắn, ngày này sẽ không quá xa. Lần này ra tay tuy thời gian không dài, nhưng tiêu hao không ít lực lượng tín ngưỡng, xem ra sau này phải nghĩ cách đàn nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn. Quân Tiêu Dao suy tư nói. Nhắc đến lực lượng tín ngưỡng,
tất nhiên quân Tiêu Dao sẽ nghĩ đến Đại Thiên Tự. Dù sao thì tiên khí của Đại Thiên Tự có rất nhiều lực lượng tín ngưỡng trong chúng sinh Phật đang mài ra. Quân Tiêu Dao cảm thấy còn có một nơi có lẽ cũng sẽ có lực lượng tín ngưỡng. Đó chính là Mạt Nhật Thần Giáo. Dù sao thì Mạt Nhật Thần Giáo cũng là một giáo phái khổng lồ có thể sánh vai với Tam Giáo. Thậm chí tự phong là giáo thứ tư. Giáo phái như vậy, giáo chúng sẽ như mây. Hơn nữa Ma Quân cũng có vô số tín đồ. Tuy đang ngã xuống, nhưng vẫn có thể hội tụ lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Càng không nói trước đó có thể còn có chút lực lượng tín ngưỡng dự trữ. Cho nên Mạt Nhật Thần Giáo cũng là một nơi tốt để thu thập lực lượng tín ngưỡng. Nghĩ đến Mạt Nhật Thần Giáo, Quân Tiêu Dao lập tức nhớ đến Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đi tới Mạt Nhật Thần Giáo. Không biết kế hoạch của nàng ở Mạt Nhật Thần Giáo tiến hành như thế nào rồi. Sau này rời khỏi thành Lưỡi Tam Hoàng, nếu có cơ hội, Quân Tiêu Dao muốn xem có thể đến Mạt Nhật Thần Giáo một chuyến hay không. Không chỉ là điều tra đôi chút tình hình của Đông Phương Ngạo Nguyệt, mà còn có thể thử có thể cướp đoạt lực lượng tín ngưỡng từ trong Mạt Nhật Thần Giáo hay không. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Trước mắt, ánh mắt của Quân Tiêu Dao đảo qua, hắn phát hiện một thần mang lơ lửng trong hư không. Đây chính là mục tiêu của Tinh Hồng Nữ Đế sao? Quân Tiêu Dao tới vần thần mang này. Trong thần mang có một thứ đang chìm nổi, rõ ràng là một con nhộng. Con nhộng này trắng tinh trong suốt, giống như ngọc thạch mài thành, thậm chí còn có cảm giác nghệ thuật xa hoa. Mặt ngoài con nhộng trải rộng đạo văn tự nhiên, còn có lực lượng thế giới đồng động đang lưu chuyển. Bên trong hình như thai nghén một tồn tại động trời. Chương 2665, thai nghén sinh linh tuyệt thế. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao dò xét. Không hổ là tồn tại ngay cả Tinh Hồng Nữ Đế cũng muốn luyện hóa, con nhộng này quả thật rất bất phàm. Lẽ nào là cánh của một loại thái cổ thần trùng nào đó, Quân Tiêu Dao suy tư. Hắn từng thấy không ít thái cổ thần trùng, ví dụ như thần ma kiến tiểu dã, thiên mộng mê điệp nhan như mộng, thái cổ hoàng điệp tiểu yêu hậu, còn có cửu biến thần tàng, phệ thần trùng của dị vực. Những thứ này thật ra đều có liên quan đến thái cổ thần trùng, tẩn chứa huyết mạch cổ xưa. Một ít trong số đó trưởng thành, chưa chắc kém hơn đám sinh linh trí cường như chân long, vòng thần, côn bằng. Mà trước mắt, từ con nhộng này, có thể nhìn ra lai lịch của nó bất phàm. Quân Tiêu Dao muốn dùng thần niệm dò xét tình hình bên trong, lại bất ngờ phát hiện đúng là bị ngăn cách. Không cách nào dò xét được. Hơi thú vị đó. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia sáng kỳ lạ. Thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú rất ít, mà con nhộng này là một trong số ít đó. Khó trách Tinh Hồng Nữ Đế muốn luyện hóa nó. Nếu thật sự luyện hóa thì đây chính là phệ tộc của chủng tộc, tuyệt đối có lợi ích lớn. Quân Tiêu Dao liên tưởng đến mấy chủng loại hiếm có, cho dù ở trong thái cổ thần trùng cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu thật sự là tồn tại đó, vậy tương lai con nhộng này sẽ nở ra một sinh linh tuyệt thế. Quân Tiêu Dao đặt con nhộng vào trong vũ trụ bên trong của mình. Mà lúc này, bỗng nhiên hắn phát giác được gì đó. Con nhộng trực tiếp rơi thẳng vào cành cây của thế giới thụ, còn hấp thu lực lượng của thế giới thụ. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao càng lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn cũng có thể cảm giác được con nhộng này cũng đang hấp thu lực lượng bản nguyên vũ trụ bên trong của hắn. Dường như là phát giác được không thể hấp thu một cách quá đáng, cho nên hấp thu từng chút một. Giống như một kẻ trộm, Quân Tiêu Dao cạn lời. Tuy con trùng này chưa nở, nhưng sao cảm giác nó là kẻ mê ăn vặt nhỉ? Năng lượng bị hấp thu đều là tồn tại cấp cao của thế giới thụ và bản nguyên vũ trụ. Không khỏi quá xa xỉ rồi. Chỉ là cấp bậc năng lượng bị hấp thu càng cao, càng chứng minh sinh linh trong cái kén này không tầm thường. Bỏ đi, đổi lại là người khác chưa chắc đã ngươi được ngươi. Nhưng ta mạnh mà, Quân Tiêu Dao tự nhủ. Thân là chủ vũ trụ huyền hoàng, hắn có đủ bản nguyên vũ trụ có thể để con nhộng hấp thu. Hơn nữa, chỉ cần con nhộng hấp thu lực lượng bản nguyên vũ trụ và thế giới thụ của hắn, vậy thì tất nhiên sẽ để lại dấu ấn của hắn. Đợi sau này nở ra, cũng sẽ coi Quân Tiêu Dao là người thân nhất. Hiến một ít năng lượng, có thể khiến sinh linh tuyệt thế tương lai này nhận chủ. Việc mua bán này, coi như là rất có lợi. Cho nên chuyến đi ngân hà vỡ nát lần này thu hoạch vẫn rất lớn, khiến Quân Tiêu Dao rất hài lòng. Không chỉ vơ vét được vườn thuốc cổ, đạt được bán tiên dược, từ kim long dược và phượng hoàng tiên thảo, mà còn có cửu tinh thần dược và các cổ dược hiếm có khác. Còn diệt đám tồn tại như Tinh Hồng Nữ Đế, Sao Huyệt phệ tộc cấp vương khác. Công huân này rất động trời. Mặt khác, còn có con nhộng lai lịch phi phàm này, cũng là thu hoạch cực lớn, sẽ thay nhánh ra sinh linh tuyệt thế. Có lẽ sẽ trở thành trợ lực cho Quân Tiêu Dao sau này. Chuyến này, Quân Tiêu Dao quả thực kiếm được máu, thu hoạch đầy đủ. Đương nhiên, thu hoạch của Quân Tiêu Dao vẫn chưa chấm dứt. Nên trở về thôi, tiện thể. Cũng nên hoàn thành đặt cược rồi, Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng cười. Cũng nên thu hoạch đợt giao hại Hồng Trần Đế Tử này rồi. Bởi vì sự rút lui của phệ tộc, Trần Giới Quân đang ở ngân hà vỡ nát cũng bắt đầu lần lượt trở về thành Lưỡi Tam Hoàng. Mà đội ngũ đã chờ đợi ở chỗ của Lục Tinh Linh được một khoảng thời gian bỗng phát hiện Quân Tiêu Dao còn chưa trở về.
nhưng cũng chỉ có thể đi rời đi trước. Lúc trước, quân Tiêu Dao cũng có nói qua nếu bọn họ có việc thì có thể rời đi không cần đợi hắn. Dù vậy, Lục Tinh Linh vẫn có chút mất hồn mất vía. Tuy rằng chấn động ở Cổ Kinh Thiên lúc trước đã bị mọi người phát hiện ra, nhưng Lục Tinh Linh cũng rất khó để nghĩ rằng đó là chuyện mà quân Tiêu Dao có thể làm ra. Dù sao thì chấn động kia cũng thuộc cấp bậc đại đế. Quân Tiêu Dao dù trở lại có nghịch thiên thì cũng không thể đến mức như vậy. Vì vậy, trong lòng Lục Tinh Linh vẫn có chút lo lắng. Mà lão tu sĩ mắt mù và tu sĩ cụt một tay ở một bên nhìn thấy vẻ mặt Lục Tinh Linh thì trao đổi ánh mắt với nhau. Xem ra tình cảm của Lục đội trưởng bọn họ đối với quân Tiêu Dao hình như không chỉ dừng lại ở giới hạn của chủ nhân với tùy tùng. Được rồi, đội trưởng, Vân Tiêu thiếu chủ là nhân vật nào chứ? Các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì đâu. Đúng vậy, hiện tại phệ tộc cũng đã rút lui rồi. Có thể là Vân Tiêu thiếu chủ đang tìm kiếm cơ duyên nào đó. Ví dụ như thế giới cổ tích vân vân nên mới chậm rãi không có trở về. Một vài đội viên cũng lên tiếng trấn an. Lục Tinh Linh cũng chỉ có thể vật đầu, mà theo đội ngũ rời đi. Mấy ngày sau, chân giới quân từ Ngân Hà vỡ vụn trở về, tập hợp tại một chỗ bên trong quảng trường Ải Đông Lĩnh, bắt đầu kiểm kê công huân như bình thường. Mà lúc này đây, bất luận là chấn giới quân hay là thiên kiêu giàu kinh nghiệm thì đều tổn thất rất nghiêm trọng, so với đợt đại triều tăng yêu lần đầu tiên phải nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí cũng không biết bao nhiêu đội mà toàn đội bị diệt rồi, ngay cả thi thể cũng không giữ lại được mà bị phệ tộc cắn nuốt. Cũng không mấy ai nghĩ đến phệ tộc trong chủng tộc hắc họa lại dữ dội khủng bố như vậy. Chương 2666, toàn trường rung động. Điều đáng ăn mừng chính là ở sâu trong Ngân Hà hoàn chỉnh, hình như có chí cường giả bên giới hải chiến đấu cùng chí cường giả của phệ tộc. Cuối cùng phệ tộc mới bắt đầu rút lui. Đây không thể nghi ngờ là đã gián tiếp cứu vớt tính mạng của rất nhiều người. Vị chí cường giả thần bí kia rốt cuộc là ai nhỉ? Đúng vậy, sẽ là đại nhân vật nào đây? Nếu có sự giúp đỡ của vị đại nhân vật đó chúng ta chưa chắc đã sống sót trở về. Tiền bối, ngài biết là vị nào ra tay giúp đỡ chúng ta không? Dưới quảng trường, tâm thanh ầm ĩ đứt đoạn vang lên. Một vài thiên kiêu hỏi một túc lão. Việc này, vị túc lão kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút mơ hồ chết lặng. Từ khi nào Ải Đông Lĩnh bọn họ lại có đại nhân vật ra tay thế? Làm sao mà hắn không biết? Hơn nữa, nếu có cường giả đế cảnh ra tay thì đáng lẽ bọn họ phải biết mới đúng. Vị đại nhân vật kia đúng là có chút bất phàm, chắc hẳn là sự tồn tại chí cường chém chết phệ tộc. Hà Hầu Thần Tàng cũng mở miệng. Lúc đó, thậm chí ngay cả tiểu đội số 9 của hắn cũng xuất hiện một vài nguy hiểm. Nếu không phải vị đại nhân vật đó ra tay làm cho phệ tộc rút lui thì e là Hà Hầu Thần Tàng cũng phải trả cái giá lớn. Cho nên, hắn cũng có chút cảm kích vị kia. Muốn biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là một đại nhân vật không muốn tiết lộ thân phận, Hoàng Phủ Tịnh của đế tộc Hoàng Phủ cũng đưa ra suy đoán. Không thể không nói. Dù ít hay nhiều thì việc thiên kiêu có thể sống sót trở về đều là nhờ có sự giúp đỡ của vị kia. Vì sao thiếu chủ còn chưa trở về, mà đám người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh không mấy quan tâm đến chuyện đó? Bởi vì quân Tiêu Dao còn chưa có trở về. Lục Tinh Linh cũng dần cảm thấy lo lắng. Mà lúc ấy, truyền tống trận bên trong thành Lưỡi Tam Hoàng bỗng nhiên sáng lên. Một người mặc áo trắng bước ra từ bên trong. Chính là quân Tiêu Dao không chút tổn hại nào quay lại. Thiếu chủ, công tử, đám người Vân Ngọc Sinh, Lục Tinh Linh đều nhanh chóng vây quanh. Thế mà lại không chết, đúng là may mắn. Hà Hầu Thần Tàng nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, khiến chư vị lo lắng rồi. Chẳng qua là đi đoạt lấy một số cơ duyên cho nên lâu như vậy mới trở về. Quân Tiêu Dao cười nhạt, mà sau đó, một túc lão cũng bắt đầu việc kiểm kê công huân. Quân Tiêu Dao vô cùng tùy ý giao lệnh bài công huân ra, mà túc lão kia tìm tòi kiểm tra, trực tiếp ngây người tại chỗ. Ông ta phải dụi hai mắt của mình. Tuổi của lão phu tuy không nhỏ nhưng cũng không hoang mắt đến mức như vậy chứ. Túc lão lắc đầu. Mà khi đó, sâu trong thành Lũy Tam Hoàng, một vòng ánh sáng chói lọi tỏa ra. Một đầu quyền chim nổi trong nó, chính là Thiên Địa Bảo Giáng. Lần này, ánh sáng mà Thiên Địa Bảo Giáng phóng ra sáng loa trước nay chưa từng có. Thậm chí, trong hư không không còn có mưa hoa rơi xuống, vang lên từng tiếng ầm ầm. Giống như đang nổ pháo mừng vì sự ra đời của vương. Vãi trưởng, sao lại thế này? Chẳng lẽ Vân Tiêu thiếu chủ có được công hơn giống như lần trước sao? Một vài thiên kiêu hít sâu một hơi. Huyết chiến thiên kiêu lần trước, quân Tiêu Dao cũng lập được công hơn lớn, làm cho Thiên Địa Bảo Giám có phản ứng. Bây giờ lại như vậy. Nhưng tại sao lại có cảm giác chuyện càng kinh người hơn nữa vậy? Tầm ầm ầm. Trong sự chấn động, công hơn của quân Tiêu Dao xuất hiện. Mà tiếng ồn ào khắp nơi bên dưới ngay lập tức ngừng lại. Giống như bị trắng trợn chặt đứt vậy. Bọn họ nhìn thấy cái gì vậy? Không phải công hơn cấp 6, cũng không phải công hơn cấp 5 giống như lần trước. Thậm chí không phải công hơn cấp 4 nghịch thiên, mà là công hơn cấp 3. Xì xào. Sau khi rơi vào khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi,
tiếng ồn ào náo động kinh người không gì sánh được bùng nổ khắp ải Đông Lĩnh. Lẽ nó, ta không nhìn lầm chứ, là công hơn cấp 3 đấy. Vã trưởng, công hơn cấp 3. Con mẹ nó đây là khái niệm gì thế, động mã. Công hơn cấp 3. Làm bùa sái cũng chỉ cần như vậy thôi, tại sao lại có thể có chiến tích nghịch thiên như vậy cơ chứ? Thiên kiêu ở đây đều đến mức phải văng tục, nếu không thì không đủ để hình dung sự khiếp sợ của bọn họ. Công hơn cấp 3. Đó là khái niệm gì chứ? Dù cho ở thành lũy Tam Hoàng cũng tuyệt đó là công hơn nghịch thiên. Đừng nói những người mới mới đến rèn luyện như thế hệ trẻ bọn họ, coi như là một ít thế lực trước, thậm chí cấp chuẩn đế đều khó có thể đạt được công hơn như vậy. Công hơn cấp 3 thì có khái niệm gì? Đó là công hơn chỉ khi chém giết chí cường giả cấp đại đế của chủng tộc Hắc Họa thì mới có thể nhận được. Nhưng mà đại đế chủng tộc Hắc Họa là thứ mà ai cũng có thể giết hay sao? Cho nên công hơn cấp 3 cho dù là tìm kiếm khắp thành lũy Tam Hoàng thì cũng như là đãi vàng trong cát, khó có thể tìm ra. Không phải là chi cường giả nào của thế hệ trước cũng đều có được. Với người trẻ thì dù có mơ cũng không mơ được như vậy, bởi vì nó rất là chuyện rất khó làm được. Vân Tiêu thiếu chủ rốt cuộc đã làm chuyện nghịch thiên gì mới có được công hơn như vậy chứ? Có thiên kiêu vẻ mặt dại ra, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lẽ nào? Vị trí cường giả thần bí kia, một thiên kiêu khác của họng có chút khô khốc, không dám tin nói. Vô số ánh mắt ngạc nhiên hoảng sợ tập trung nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đầu óc Hạ Hầu Thần Tàng bỗng chốc trắng xóa, không dám tưởng tượng. Vị trí cường giả mà hắn cảm kích kia thế mà lại là Quân Tiêu Dao. Hoàng Phủ Tịnh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là Túc lão đã quen với sóng gió thăng trầm thì vẫn có cảm giác choáng váng, chuyện này cũng quá mức ly kỳ đi. Chương 2667, toàn trường rung động tây. Nhưng mà chấn động không dừng lại ở đấy. Thiên địa bảo giám lần thứ hai rung động. Quân Tiêu Dao không chỉ có một công hơn cấp 3, mà là tận hai công hơn cấp 3. Điều này nằm ngoài dự tính của Quân Tiêu Dao. Hắn biết rằng, một công hơn cấp 3 có được hẳn là do giết chết Tinh Hồng Nữ Đế. Đoán chừng một công hơn cấp 3 khác hẳn là do phá hủy một sào huyệt phệ tộc. Dù sao sào huyệt phệ tộc cũng là thành lũy chiến tranh, sợ rằng số lượng phệ tộc bên trong đó không có giới hạn, đều có vũ khí chiến đấu sắc bén, cũng tương đương với một công hơn cấp 3. Mà công hơn cấp 4 thì lại có rất nhiều. Quân Tiêu Dao dựa vào năng lực của bản thân, chém chết Tam Đầu Vương. Tiếp đó mà lực lượng pháp thân thần linh, chém chết mấy phệ tộc cấp vương còn lại. Về phần công hơn cấp 5, cấp 6, cấp 7, số lượng này có đếm cũng khó có thể đếm hết. Quân Tiêu Dao lần này có thể nói là thực sự vô cùng kinh thiên động địa, rất khó có thể vượt qua được. Nhưng mà thứ khiến người ta càng thêm kinh ngạc vẫn còn ở phía trước. Thiên địa bảo giám lại hiện ra bảng danh sách công huân. Lúc này tên của Quân Tiêu Dao trực tiếp nhảy lên đứng đầu bảng danh sách công huân thế hệ trẻ. Thậm chí trong bảng danh sách công huân của chí cường giả, tên của Quân Tiêu Dao cũng được xếp vào trong những hạng đầu. Giờ khắc này, cả chín đại quan của thành lũy Tam Hoàng sẽ chấn động sôi trào vì điều này. Tại thành lũy Tam Hoàng, trong chín đại quan, tất cả thiên địa bảo giám đồng thời bay vào hư không, phát ra thần hoa sáng chói. Sau đó một bảng danh sách màu vàng hiện ra. Bấy, thiên địa bảo giám vậy mà lại chủ động hiện ra bảng danh sách, có cường giả nào lại lập đại công hơn sao? Rất nhiều chấn giới quân và tu sĩ trong chín đại quan đều cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà, bọn họ vừa nhìn liền chấn động đến tột đỉnh, trong đầu đều nổ vang. Ta không nhìn nhầm chứ, công hơn cấp 3. Hơn nữa không phải một công hơn cấp 3, là hai công hơn cấp 3. Đây là công hơn tương đương với chém giết sự tồn tại cấp đại đế trong chủng tộc Hắc Họa mới có thể đạt được đấy. Rốt cuộc là vị trí cường giả nào? Ánh mắt của mọi người đều ngưng lại trên cái tên quang hoa rực rỡ kia. Đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu. Tất cả mọi người đều ngây ra. Suy nghĩ đều như đông cứng, không thể vận chuyển. Ngay sau đó, toàn bộ chín đại quan trong thành lũy Tam Hoàng đều rung động xô trào. Kinh động lòng người, tinh thế hãi tục. Tất cả mọi người đều cho rằng mắt mình hoa rồi. Nhưng không có sai. Đích xác là thiếu chủ Vân Thị. Đây, rốt cuộc là chuyện thế nào? Thiếu chủ Vân Thị lập hai công hơn cấp 3. Chẳng lẽ hắn đã giết đại đế trong chủng tộc Hắc Họa? Dựa trên lý thuyết, thiên địa bảo giám tuyệt đối không thể xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Có phải là một loại lầm lẫn nào đó không? Hay là nói, thiên nhai đại đế đã tự mình ra tay, muốn giúp dòng dõi của hắn thu hoạch công huân? Đủ loại suy đoán, nghị luận xôn nói. Chuyện này quả thực là quá khó tin, công tích đủ để sáng mù mắt người ta. Mà công tích như vậy hiển nhiên không hề nghi ngờ, có thể leo lên đầu bảng công huân thế hệ trẻ. Tại Ải Long Môn mà Hồng Trần đại đế trấn thủ, trong một đại điện xa xỉ, Hồng Trần đế tử cầm ly rượu trong tay, đa thưởng thức điệu múa của mấy mỹ cơ. Mấy tháng nay, Quân Tiêu Dao đều không có công tích gì mới truyền ra, mà cách ước hẹn một năm cũng không còn lại mấy ngày.
cho nên Hồng Trần Đế Tử cũng lười đi thu hoạch công hoan. Cả ngày nhàn nhã thoải mái, thích ý vô cùng, chờ quân Tiêu Dao thực hiện đánh cược. Mà đúng lúc này, Mai Điện bỗng truyền đến tiếng bối rối. Đế tử đại nhân, đại sự không ổn rồi, có tôi tớ thất thanh nói. Chuyện như thế nào, hoang mang rối loạn, Hồng Trần Đế Tử cao mày. Lúc hắn chơi đùa, không thích nhất là bị người khác quấy rầy. Là bảng danh sách bên thiên địa bảo giám. Tôi tớ sắc mặt trắng bệch, trong mắt vẫn ẩn chứa chấn động và khó tin. Bảng danh sách làm sao, chẳng lẽ Vân Tiêu lại đạt được công hơn gì? Nhưng cũng không sao. Hắn không có lực lượng xoay chuyển trời đất, Hồng Trần Đế Tử thoải mái nhàn nhã, đong đưa ly rượu trong tay. Không phải, đế tử đại nhân, thiếu chủ Vân Thị hắn đã leo lên hạng đầu bảng công hơn thiên kiêu. Hơn nữa, còn giành được công hơn cấp 3, ngươi nói cái gì? Tay Hồng Trần Đế Tử run lên, rượu trong ly vầy đổ lên người. Ngươi đang nói cái gì? Lấy bản đế tử ra làm cho cười à? Hồng Trần Đế Tử đứng dậy. Đại nhân có thể đi xem, tôi tớ nói. Hồng Trần Đế Tử trầm mặt, thân hình động không mà đi. Song sau khi tận mắt nhìn thấy bảng danh sách, Hồng Trần Đế Tử hơi ngây ra, đầu óc như bị lửa đá, chấn động không thôi. Công hơn cấp 3. Hai công hơn cấp 3. Công hơn cấp 4. Công hơn cấp 5. Công hơn cấp 6, vân vân đều không cần nói. Còn nhiều hơn. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào, hắn? Trong đầu Hồng Trần Đế Tử chấn động ù ù, trái tim đều muốn nứt ra. Sắc mặt hắn tái xanh, mặt máu trên huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, giống như sắp nổ tung. Ai có thể nói cho hắn biết, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Trước đó quân Tiêu Dao chém chuẩn đế bà tộc, đạt được công huân cấp 5 thì cũng thôi. Hay lắm, bây giờ trực tiếp bắt đầu chém đại đế rồi. Vậy mấy ngày nữa? Có phải ngay cả thần thoại đế cũng có thể chém luôn không? Lại trưởng thành tiếp, có phải ngay cả chân tiên cũng có thể tiện tay diệt xác? Gian lận, nhất định là gian lận. Vân Tiêu này vì thắng ta, vậy mà lại sử dụng loại thủ đoạn đê hèn này. Bản đế tử sẽ không thừa nhận. Hồng Trần Đế Tử thất thanh, nảy mặt thoáng lạnh lùng, thân hình hắn độn không mà đi. Muốn đi lại Đông Lĩnh tìm quân Tiêu Dao giằng co trực diện. Chương 2668, chín đại quan xô trào. Sự kinh hãi của Hồng Trần Đế Tử. Ải Dương Cốc. Đây là quan ải do người thủ quan của đế tộc Hoàng Phủ trấn thủ. Trong một động phủ thần bí yên hà lượn lờ. Dòng dõi người thủ quan thần bí của đế tộc Hoàng Phủ. Cũng là biểu huynh trong miệng Hoàng Phủ Tĩnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng bên trong. Thân hình bao phủ trong quang huy mãnh liệt, lộ ra vẻ rất thần thánh siêu phàm. Hắn cũng đã biết tin tức của quân Tiêu Dao. Công hơn cấp 3. Đây là công hơn phải chém giết cấp bậc đại đế mới có thể đạt được, nhất định không thể do Vân Tiêu tự mình làm. Có lẽ là hắn đã sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt, nhưng mà, tuy rằng sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt, muốn chém giết nhân vật cấp đại đế cũng quá mức khó khăn. Quá không thực tế, bóng dáng này lẩm bẩm một mình. Đại đế là đại đế, tự nhiên chỗ cường đại của hắn. Nếu như chỉ dựa vào một vài thủ đoạn đặc biệt gì đó mà có thể chém giết, vậy thì đại đế không khỏi cũng quá không đáng giá. Có thể nói, dù là trong tình huống cùng cấp bậc, một đại đế muốn giết một đại đế khác cũng chuyện không dễ dàng như vậy. Loại chênh lệch này, làm sao có thể chỉ dựa vào thủ đoạn đặc biệt là có thể bù lại chứ? Vậy đại đế há chẳng phải là ai cũng có thể mượn thủ đoạn đánh giết rồi là? Nếu muốn đánh giết đại đế, thì ít nhất phải có thực lực nghiền ép đại đế. Vân Tiêu kia có loại thủ đoạn này sao? Có điều là, cũng không nhất định là chém giết đại đế, có lẽ là hoàn thành một loại nhiệm vụ hoặc mục tiêu rất quan trọng nào đó, cũng có thể đạt được công hơn cấp 3. Nhưng mà, mặc kệ thế nào, Hồng Trần Đế Tử vẫn phải chịu thua thiệt này, ta ngược lại càng lúc càng tò mò, Vân Tiêu rốt cuộc là nhân vật thế nào? Yêu nghiệt đế tộc Hoàng Phủ được bao phủ trong huy quang mãnh liệt cười khẩy, lại càng thêm có hứng thú với quân Tiêu Dao. Chín đại quan trong cả thành Lũy Tam Hoàng đều vì công hơn kinh thiên quân Tiêu Dao lập lên mà rung động. Bên ải Đông Lĩnh, đối với công hơn của quân Tiêu Dao, tất cả mọi người vẫn duy trì rung động. Chẳng qua, thiên địa bảo giám tự nhiên cũng cho thấy nguồn gốc công hơn của quân Tiêu Dao. Chém giết phệ tộc cấp hoàng, tinh hồng nữ đế, hủy diệt một sao huyệt phệ tộc, còn đánh chết mấy phệ tộc cấp vương và đếm không hết phệ tộc cấp thấp. Nhìn thấy những chiến tích này, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Chư vị cũng không cần kinh ngạc, thực ra, nói ra thì rất xấu hổ, ta chỉ muốn đạt được một ít cơ duyên. Bởi vậy đi sâu vào Mân Hà vỡ nát, mà ý muốn phát hiện sao huyệt phệ tộc này, vốn chỉ muốn đi vào thăm dò một thoáng, không nghĩ tới lại có phệ tộc cấp hoàng tồn tại, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể tế ra thủ đoạn đặc biệt diệt sát hắn, cho nên đây không phải thực lực chân chính của ta, ta không có nghịch thiên như vậy. Quân Tiêu Dao cũng giải thích, hắn không muốn công khai con nhộng, cho nên hơi sửa đổi một chút. Thì ra là vậy, khó trách. Nhưng mà, thủ đoạn có thể tiện tay chém giết đại đế cũng thật quá kinh người. Đúng vậy, dù là một vài bảo bối hộ thân đế tộc cung cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để chạy trốn thôi.
lại còn có thể giết ngược lại đại đế. Chuyện này, tuy quân Tiêu Dao đã giải thích một phen, nhưng tất cả mọi người vẫn cực kỳ thán phục. Những thiên kiêu tinh anh của các đế tộc hoặc là đại thế lực này, quả thực sẽ được gia tộc trưởng bối tặng cho một số pháp bảo hộ thân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dùng để phòng thân mà thôi, thậm chí đối mặt với đại đế đều có thể vô dụng. Kết quả thủ đoạn đặc biệt của quân Tiêu Dao vậy mà có thể trực tiếp giải quyết đại đế, điều này cũng không khỏi quá mức ly kỳ và hiếm thấy. Chẳng lẽ lúc trước, bóng Giang Chí Cường giả thần bí chúng ta nhìn thấy chính là thủ đoạn Vân Tiêu thiếu chủ tế ra, chẳng lẽ là một loại chiến khôi nào đó, con rối đế cảnh. Này cũng không khỏi quá hiếm thấy rồi nhỉ, con rối đế cảnh. Dù là đế tộc cũng không nhất định có một con, hơn nữa con rối đế cảnh có thể giết được đại đế chân chính sao? Đây là đại đế phệ tộc đấy, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Quân Tiêu Dao ở dưới hải chưa từng bày ra pháp thân thần linh của hắn, giết Tinh Hồng Nữ Đế là lần đầu tế ra, cho nên mọi người tự nhiên không biết quân Tiêu Dao đã dùng thủ đoạn gì. Quân Tiêu Dao cũng lười giải thích thêm, để tự bọn họ thêm thắt đi. Ha ha, mặc kệ quá trình ra sao, nhưng kết quả là không thể nghi ngờ, một túc lão cười ha ha nói. Ánh mắt của hắn với quân Tiêu Dao cũng khác đi. Trước đó nhìn hắn còn giống như đang nhìn một hậu bối cực kỳ ưu tú. Mà bây giờ sao? Một hậu bối có thể chém đại đế. Tuy chỉ là sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt, nhưng ai biết hắn có thể sử dụng lần thứ hai hay không. Cho nên dù là đám túc lão này cũng không dám coi quân Tiêu Dao là hậu bối đối đãi nữa. Lại là hắn. Vẻ mặt Hạ Hầu Thần Tàng rất khó coi. Không nghĩ tới đối tượng cảm kích trong lòng mình lại là quân Tiêu Dao. Trong lòng Hoàng Phủ Tĩnh cũng khó mà bình tĩnh. Tuy rằng quân Tiêu Dao không sử dụng lực lượng của bản thân, nhưng kết quả này cũng đủ kinh người. Xem ra những chuẩn đế kia cũng do hắn sử dụng thủ đoạn giết chết. Chẳng qua, cho dù chiến lực của hắn chỉ có thể đối phó với chuẩn đế tự chém, nhưng như vậy cũng đã đủ kinh người. Tương lai lại là đối thủ cạnh tranh của biểu huynh, Hoàng Phủ Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ có nàng, mọi người ở đây đều cảm thấy vậy. Ngoài phệ tộc cấp hoàng cấp bậc đại đế ra, những phệ tộc cấp vương còn lại cũng hẳn là quân Tiêu Dao mượn thủ đoạn giết chết. Chương 2669, Hồng Trần Đế Tử đến, tức đến mất trí. Nhưng bọn họ không hề biết, quân Tiêu Dao dựa vào thực lực của chính mình đã đánh giết chân chính một tam đầu vương cấp chuẩn đế khác. Cho nên mọi người cho rằng, chiến lực cực hạn của bản thân quân Tiêu Dao hẳn là đối phó với chuẩn đế tự chém một đao. Công huân quân Tiêu Dao lập nên, gợn sóng vẫn đang kéo dài. Nhưng quân Tiêu Dao ngược lại là người bình tĩnh nhất toàn trường. Hắn cũng biết, không đến mấy ngày nữa, Hồng Trần Đế Tử hẳn sẽ chạy đến. Hắn tuyệt đối ngồi không yên. Quả nhiên, chưa qua mấy ngày, 9 con thần điểu sở hữu huyết mạch vòng thần kéo một chiếc xe kiệu hoa lệ, giá lâm ải Đông Lĩnh. Đúng là tọa giá của Hồng Trần Đế Tử, xe kiệu cửu hoàng. Thấy xe kiệu cửu hoàng xuất hiện, rất nhiều thiên kiêu và tu sĩ ải Đông Lĩnh đều chạy đến xem náo nhiệt. Bọn họ đều biết ước hạnh một năm giữa quân Tiêu Dao và Hồng Trần Đế Tử. Vân Tiêu, ra đây, Hồng Trần Đế Tử hiện thân, không có khí độ thong dong như lúc tới ải Đông Lĩnh lúc trước. Hơi có một tia giận dữ, không phải hắn đè nén không được, mà trận đánh cược này dính dáng quá lớn. Hắn lại còn lập lời thề thiên đạo, muốn đổi ý cũng không được. Cho nên Hồng Trần Đế Tử mới nóng này. Hồng Trần Đế Tử, cách thời gian ước định đánh cược còn một khoảng nữa, ngươi không đi thu hoạch nhiều công huân hơn, sao lại trực tiếp đến đây thế? Quân Tiêu Dao chắp tay hiện thân, trên khuôn mặt trong một nụ cười mỉm lạnh nhạt, giống như gặp bạn già. Đúng thật là nho nhã hiền hòa. Vẻ mặt anh tuấn của Hồng Trần Đế Tử đều hơi có một tia có quam. Khóe mắt nhảy lên, đi thu hoạch công hơn, nay còn cần so sao? Chẳng lẽ kêu hắn trực tiếp đi chém một đại đế chủng tộc hắc họa? Không, muốn đuổi kịp công huân của quân Tiêu Dao, ít nhất phải chém hai người. Vân Tiêu, ta vốn kính ngươi là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, giống như ta, cùng là dòng dõi người thủ quan, nên có lòng dạ và quyết đoán, thẳng thắn vô tư. Không nghĩ tới, ngươi vì muốn thắng đánh cược, vậy mà làm ra chuyện đê hèn như vậy, Hồng Trần Đế Tử cất giọng nói. Nói hiên ngang lẫm liệt. Sao ta lại đê hèn rồi? Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi, thấy dáng vẻ này của quân Tiêu Dao, Hồng Trần Đế Tử cũng có phần giận không có chỗ phát tiết. Đây là đang cố ý chọc giận hắn à? Hai công huân cấp 3, chén giết đại đế. Vân Tiêu, là ai ra tay giúp người? Không phải Thiên Nhai đại đế đâu nhỉ? Hồng Trần Đế Tử lạnh giọng hỏi. Chuyện đó sao có thể? Quân Tiêu Dao lắc đầu. Ngươi làm như ta ngốc ấy. Đây không phải gian lận thì cái gì? Hồng Trần Đế Tử lạnh giọng nói. Quân Tiêu Dao rất muốn nói, ngươi quả thực rất ngốc. Nhưng mà hắn vẫn cho Hồng Trần Đế Tử đôi phần mặt mũi. Ta đích xác đã sử dụng một vài thủ đoạn chém giết phệ tộc cấp hoàng, vậy thì lại như nào? Quân Tiêu Dao không để bụng nói. Đây là gian lận, Hồng Trần Đế Tử nói. Hắn rất không phục.
Quân Tiêu Dao lại hờ hững nói: "Không phục à? Không sao, ngươi cũng có thể đi giết một đại đế, chỉ cần không nhiều người khác giúp, bản thân muốn dùng thủ đoạn gì cũng được. Tuy ta đã sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình ta, không có người khác giúp đỡ bên cạnh." Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, Hồng Trần đế tử nháy mắt đen mặt. Tuy rằng phụ thân hắn Hồng Trần đại đế cũng đã cho hắn một số bùa hộ mệnh pháp khí đủ loại hộ thân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ để tự vệ mà thôi. Chém giết đại đế, chuyện đó khó tránh có hơi khoa trương. Nếu như đại đế thật sự có thể bị một vài pháp khí và thủ đoạn hộ thân giết chết đơn giản như vậy, vậy thì đại đế cũng sẽ không có lực trấn nhiếp mạnh như vậy, không thể đứng trên chúng sinh. Mà pháp khí và thủ đoạn đặc biệt có thể giết đại đế, bản thân khả năng này còn ít vỏi hơn số lượng đại đế. Cho nên lời này của Quân Tiêu Dao trực tiếp khiến cho Hồng Trần đế tử không phản bác được. Vẻ mặt Hồng Trần đế tử lạnh lùng, hắn thật sự không rõ Quân Tiêu Dao rốt cuộc đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì mà có thể chém giết phệ tộc cấp hoàng. Ngươi dùng thủ đoạn gì chém giết đại đế phệ tộc? Hồng Trần đế tử lạnh giọng hỏi. Quân Tiêu Dao thì dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Hồng Trần đế tử. Loại bí mật này có thể nói cho ngươi biết hả? Vậy ngươi có thể nói át chủ bài ngươi có cho ta biết không? Sắc mặt Hồng Trần đế tử xanh lét. Một số thiên kiêu và tu sĩ ở đây cũng châu đầu ghé tai. Hồng Trần đế tử quả thực tức có phần mất trí vương rồi. Loại thủ đoạn này làm sao có thể tùy tiện nói với người khác được? Quân Tiêu Dao lại tiếp tục nói. Nhưng ngươi yên tâm, thủ đoạn này của ta cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Ta không có nghịch thiên như vậy, có thể tùy thời chém giết đại đế. Ngươi cũng không cần lo lắng rằng ta sẽ đi chém thêm đại đế, lập công huân lớn hơn. Nghe được mấy lời này, một vài người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là người có quan hệ không tốt lắm với Quân Tiêu Dao, càng thêm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Quân Tiêu Dao có thể tùy thời tế ra thủ đoạn chém giết đại đế, vậy bọn họ còn lăn lộn thế nào? Trong thế hệ trẻ, Quân Tiêu Dao trực tiếp vô địch. Tuy hình như hắn bây giờ cũng gần như là vô địch trong thế hệ trẻ. Lời này của Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng là một loại tỏ thái độ, để người ta không cần kiêng dè hắn như vậy. Nếu không, đám giao hẹ như ý vô song, Sở Tiêu bởi vì kiêng kẻ thủ đoạn của hắn, về sau không dám tới tìm hắn vây chuyện thì phải làm sao? Vậy hắn còn thu hoạch thế nào? Lời của Quân Tiêu Dao tuy rằng đã xua tan lo lắng của một số thiên kiêu ở đây, nhưng sắc mặt Hồng Trần đế tử lại không hề chuyển biến tốt đẹp. Tuy thủ đoạn này của Quân Tiêu Dao chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cũng thay đổi thắng bại trận đánh cược trong nháy mắt, làm cho hắn tổn thất tương đối thảm trọng. Mặc kệ thế nào, trận đánh cược này đều vô hiệu, đương nhiên Hồng Trần đế tử không muốn thừa nhận. Mà nụ cười trên mặt Quân Tiêu Dao cũng chậm rãi thu lại, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Hắn lạnh nhạt nói: "Trước hết không nói trận đánh cược này lúc mới đầu có công bằng không, ta dùng công huân một năm so với tất cả công huân tích lũy của ngươi. Ở điểm này, ngươi sợ rằng sẽ không chú trọng công bằng gì đó." Chương 2670, cực không nổi. Hồng Trần lệnh. Hồng Trần đế tử nghe vậy, da mặt run rẩy. Lúc trước cũng là vì điều kiện mê người này, hắn mới dẫm vào cái hố này. Mà bây giờ nghĩ lại, thì ra bắt đầu từ khi đó Quân Tiêu Dao đã đào hố cho hắn, bắt đầu tính kế hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn quả thực muốn chiếm món hời này mới đáp ứng đánh cược. Có thể nói là chính mình kiên quyết muốn dẫm vào trong hố này. Quân Tiêu Dao thấy thế, đành cười khẩy nói: "Chuyện này không nhắc nữa, dẫu sao ta cũng đã đồng ý. Nhưng mà, ngươi nói ta gian lận, vậy ta hỏi ngươi một câu, chiến thông của ngươi lại có bao nhiêu là dựa vào thực lực bản thân thu hoạch, mà có bao nhiêu là nhờ quan hệ, mượn lực lượng của người khác phân được? Bản thiếu chủ lại thế nào thì cũng là dựa vào thủ đoạn của mình thu hoạch công huân, cho tới bây giờ đều không có người khác giúp đỡ. Mà những công huân của ngươi, có bao nhiêu là gia nhập những đội ngũ vương bài kiếm được, ta không so đo những công huân hàng lồng của ngươi, ngươi lại tới so bì ta gian lận. Như này hợp lý sao?" Giọng điệu Quân Tiêu Dao bình thản vô cùng, nhưng lại có loại tuyên truyền giác ngộ. Nói cho vẻ mặt Hồng Trần đế tử lúc trắng lúc xanh, phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng nói không nên lời phản bác. Quả thực nếu so ra, Quân Tiêu Dao bất kể thế nào, ít nhất đều dùng thủ đoạn của chính mình lập đại công, mà hắn vẫn phải mượn lực lượng người khác được chia công huân. Nghiêm khắc mà nói, Hồng Trần đế tử mới thật sự là người gian lận phạm quy. Quân Tiêu Dao không so đo với hắn đã coi như là rất rộng lượng rồi, hắn lại có mặt mũi và tư cách gì chất vấn Quân Tiêu Dao? Mà nghe được lời của Quân Tiêu Dao, đám thiên kiêu, thậm chí chân giới quân ở đây đều khẽ gật đầu. Lời của Quân Tiêu Dao không có gì sai. Hồng Trần đế tử thật đúng là không chiếm lý. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt và nghị luận chung quanh, vẻ mặt Hồng Trần đế tử xanh tím, quả thực chẳng khác nào ăn phải rồi chết. Quân Tiêu Dao tiếp tục nói: "Đương nhiên, ngươi muốn đổi ý cũng được, nhưng ta không cảm thấy ngươi sẽ không bị lời thề thiên đạo trừng phạt, đến lúc đó là dòng dõi của người thủ quan, con đường tu luyện cắt đứt, vậy sẽ thừa nhận bao nhiêu chỉ trích và khinh thường,
Cũng không cần ta nói nhiều chứ, chuyện này quả thực còn khó chịu hơn chết. Quân Tiêu Dao mỉm cười, vô cùng tuấn mỹ. Nhưng ở trong mắt Hồng Trần Đế Tử, đó là nụ cười của ma quỷ. Người này, quá kinh khủng. Từ lúc mới bắt đầu đánh cược là đã đào hố cho hắn, làm hắn cảm thấy là bản thân chiếm hời. Thậm chí, dùng công huân một năm so với tất cả công huân của hắn. Dẫn dụ hắn. Sau đó lại trực tiếp lập thiên đại công huân. Hắn muốn đổi ý. Quân Tiêu Dao đều nói cho hắn nghẹn họng cạn lời. Bởi vì chiến công của hắn cũng không phải đều dựa vào thực lực của chính mình đạt được. Điều này làm hắn hoàn toàn không chiếm lý. Mà về sau, lại bắt đầu lấy con đường tu luyện cắt đứt ra uy hiếp. Làm cho hắn không cách nào đổi ý. Từng bước tính kế vào tâm cơ. Thật sự quá khủng khiếp. Chết tiệt, sao ta lại chọc phải loại người này? Mà lấy bụng dạ của Hồng Trần Đế Tử, lúc này cũng không thể làm gì. Nếu có lựa chọn, hắn nhất định sẽ không muốn dính dáng gì tới Quân Tiêu Dao. Chết một tùy tùng lại như thế nào? Lý Phi Nhiên lại như thế nào? Tương hội Hồng Trần giá trị không chỉ hàng tỷ lần Lý Phi Nhiên, căn bản không thể so sánh. Vì một nữ nhân, tổn thất một thương hội. Đây quả thực lỗ nặng đến nhà bà ngoại. Phù. Hồng Trần Đế Tử hít thở sâu một hơi. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lạnh giọng nói. Vân Tiêu, ngươi thật sự xác định muốn thương hội Hồng Trần à? Cẩn thận ăn nhiều căng chết đấy. Chuyện này không phiền ngươi lo lắng. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Tổng. Khí tức trên người Hồng Trần Đế Tử lưu truyền, hệt như có dị tượng Hồng Trần vạn tượng lơ lửng quanh người hắn. Loại khí tức và cảm giác áp bách kia khiến cho một vài thiên kiêu ở đây đều biến sắc. Là nhi tử của Hồng Trần Đại Đế, thực lực của Hồng Trần Đế Tử hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Cộng thêm hắn vốn tà thiên kiêu cấp phá cấm nổi tiếng từ xưa của giới hải, càng không thể khinh thường. Chẳng lẽ Hồng Trần Đế Tử muốn ra tay với Vân Tiêu thiếu chủ, hai người này tranh đấu, vậy cũng rất đáng xem rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lóe lên một tia lạnh lùng. Nếu như Hồng Trần Đế Tử bây giờ thật sự muốn ra tay, hắn không ngại cho Hồng Trần Đế Tử một bài học xương máu. Khẽ nhưng, một lát sau, khí tức của Hồng Trần Đế Tử vẫn thu liễn lại. Quân Tiêu Dao lại như thế nào, chiến lược cũng không thể khinh thường. Suy cho cùng cũng là từng tự tay chém tộc ba chuẩn đế tự chém một đao. Cho nên Hồng Trần Đế Tử không hoàn toàn nắm chắc. Xong, nếu như hắn biết Quân Tiêu Dao tự tay chém giết tam đầu vương phệ tộc, vậy phòng trường ngay cả chiến ý cũng không dám phóng ra. Gia hỏa này, thật sự chẳng lẽ là tồn tại cấp phá thần cấm? Sở dĩ Hồng Trần Đế Tử kiêng dè là vì không đoán được thực lực của Quân Tiêu Dao. Nếu thật sự là tồn tại phá thần cấm trong truyền thuyết, như vậy Hồng Trần Đế Tử cũng sẽ cực kỳ kiêng dè, không muốn tùy tiện đối đầu. Đánh, lại không dám tùy tiện đánh. Nói lý, cũng không chiếm lý. Lời thề thiên đạo, lại không dám vi phạm. Bản thân Hồng Trần Đế Tử cũng cạn lời, vậy mà tìm đường chết đến nông nỗi này. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Hồng Trần Đế Tử âm trầm nắm nắng đấm. Nếu như vi phạm lời thề thiên đạo, hậu quả đó quá nghiêm trọng, hắn gánh không nổi. Nếu hắn thật sự phế đi, vậy quả thực còn khó chịu hơn chết vạn lần. Nghĩ tới đây, Hồng Trần Đế Tử cũng hít một hơi thật sâu. Hắn không dám vi phạm, hắn cược không nổi. Tuy chỉ có xác suất 3 phần 10 bị phế, hắn cũng cược không nổi. Chương 2671, đánh cược kết thúc. Nọc. Một khối lệnh bài màu đỏ bị Hồng Trần Đế Tử vung ra. Quân Tiêu Dao dùng tay bắt lấy. Phía trên có khắc hai chữ Hồng Trần. Đây là Hồng Trần lệnh, cũng là biểu tượng của hội trưởng thương hội Hồng Trần. Có Hồng Trần lệnh, ngươi có thể điều động tất cả tài nguyên và nhân mạch của thương hội Hồng Trần, tất cả mọi người đều sẽ nghe ngươi. Hồng Trần Đế Tử đen mặt, trầm giọng nói. Hắn cảm giác tim đang rỉ máu, giống như bị cắt đi một phần. Đây là thương hội hắn phí hết tâm huyết tạo dựng lên. Tuy là ở phương diện vũ lực kém thế lực bất hủ khác, nhưng ở phương diện tài nguyên và kiếm tiền, tuyệt đối riêng một ngọn cờ. Hắn còn nghĩ, nếu như có thể đạt được quân đế đỉnh của Quân Tiêu Dao, vậy hắn thật sự có thể lập nên một thế lực bất hủ. Mà bây giờ, ngươi có thể lập nên thế lực bất hủ này không phải hắn, mà là Quân Tiêu Dao. Không hổ là dòng dõi người thủ quan, có quyết đoán, Quân Tiêu Dao cười khẩy. Mặt Hồng Trần Đế Tử càng đen hơn. Mà tiếp sau đó, chuyện càng làm cho hắn vắng hượng không nổi đã xảy ra. Là thấy Quân Tiêu Dao thế mà trực tiếp đưa Hồng Trần lệnh cho Lý Phi Nhiên. Vân Tiêu thiếu chủ, chuyện này... Lý Phi Nhiên cũng sững người, bởi vì đang ở trước mặt mọi người, cho nên nàng không gọi Quân Tiêu Dao là chủ nhân. Lúc trước ngươi là người chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần, ánh mắt thủ đoạn đều có. Hơn nữa hẳn cũng có hiểu biết nhất định về thương hội Hồng Trần, cho nên về sau do ngươi tạm thời tiếp quản thương hội Hồng Trần, phải tận lực dung nhập nó vào trong quân đế đình. Ta cũng tin vào thủ đoạn của ngươi, lời của Quân Tiêu Dao làm cho Lý Phi Nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Quân Tiêu Dao vậy mà tín nhiệm nàng như thế, trực tiếp giao Hồng Trần lệnh cho nàng. Tuy Quân Tiêu Dao đã giao ấn ký cho nàng, bọn họ đã là chủ tớ quan hệ. Nhưng loại tín nhiệm này vẫn khiến Lý Phi Nhiên thụ sủng nhược kinh. Vâng,
Lý Phi Nhiên trả lời. Mà một màn này làm người chung quanh, kể cả Lý Ấu Vi đều vô cùng kinh ngạc. Từ lúc nào mà quan hệ giữa Lý Phi Nhiên và Quân Tiêu Dao đã thân mật như thế? Chẳng qua, bọn họ ngược lại không nghĩ đến, người quý nữ đế tộc Lý Thị Lý Phi Nhiên này lại là tôi tớ của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tín nhiệm nàng, cũng là vì đã giao ấn ký cho nàng. Lý Phi Nhiên tuy là người đế tộc Lý Thị, nhưng bây giờ đã là thủ hạ của hắn. Trong lòng Lý Phi Nhiên, Quân Tiêu Dao vĩnh viễn ở vị trí thứ nhất. Dù là đế tộc Lý Thị cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Mà nếu như Quân Tiêu Dao muốn bảo nàng phản bội đế tộc Lý Thị, Lý Phi Nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng. Tính mạng của gia đình và bản thân nàng đều buộc trên người Quân Tiêu Dao. Đây cũng là nguyên nhân Quân Tiêu Dao tín nhiệm yên tâm như thế. Ngươi, mà tâm thái của Hồng Trần Đế Tử có phần tan vỡ. Hắn đuổi lâu như vậy, cũng chưa đuổi kịp Lý Phi Nhiên. Bây giờ lại mang ơn đội nghĩa Quân Tiêu Dao như thế. Tuy rằng hắn biết Lý Phi Nhiên có lẽ đã bị Quân Tiêu Dao sai khiến, nhưng đây là khiến cho hắn có chút không ở. Quân Tiêu Dao lấy thương hội Hồng Trần của hắn, giành được cảm tạ của Lý Phi Nhiên. Hồng Trần Đế Tử đã thua tàn tạ, hắn thật sự không muốn ở lại đây nữa. Hồng Trần Đế Tử xoay người rời đi, đồng thời trầm lãnh nói: Vân Tiêu, núi không truyền thì nước truyền, ai có thể biết? Ngươi ăn miếng thịt này, này sao có thể nhổ ra hay không, vậy cũng không phiền ngươi quan tâm. Quân Tiêu Dao cũng hờ hững đáp. Ồ, Hồng Trần Đế Tử bước vào xe kiệu cửu hoàng, bay lên không. Lần này, mặt mũi của hắn coi như mất sạch, nhưng hắn sẽ không cam lòng nhận thua như vậy. Nhìn Hồng Trần Đế Tử xám xịt rời đi, mọi người ở đây cũng cảm than lường không thôi. Ai có thể tưởng tượng được, một dòng dõi người thủ quan lại sẽ bị khuất phục. Vân Tiêu thiếu chủ thật đúng là thần, ta thấy dù là ở thành Lưỡi Tam Hoàng, uy vọng của hắn cũng không ai bằng. Đúng vậy, dù là dòng dõi hoặc đệ tử người thủ quan khác, phòng trưng cũng kém Vân Tiêu thiếu chủ. Chúng thiên kiêu ở đây cảm thán. Mà ở phía xa, hai người còn lại trong yêu tộc Tứ Thiếu, Tân Hồ Yêu Nữ và Huyền Vũ Yêu Thiếu cũng cảm thán lường không thôi. Hồng Trần Đế Tử cũng đấu không lại Vân Tiêu thiếu chủ, hay đáng tiếc vì quan hệ của Kim Nhãn Tiêu Thiếu và Tử Diện Yêu Thiếu, chúng ta cũng rất khó tạo quan hệ tốt với Vân Tiêu thiếu chủ. Thần Hồ Yêu Nữ thở dài, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Dù chỉ là một thị nữ tôi tớ bên cạnh Quân Tiêu Dao, nàng cũng tuyệt đối nguyện ý. Không thấy Lý Phi Nhiên đạt được chỗ tốt gì sao? Nhưng đáng tiếc, trở mặt lúc trước, Quân Tiêu Dao có thể không liên lụy đến bọn họ, đã coi như là vô cùng nhân từ. Đánh cược một năm của Quân Tiêu Dao và Hồng Trần Đế Tử cứ kết thúc như vậy, mà không nghi ngờ gì nữa, tin tức này cũng sẽ truyền khắp chín đại quan thành Lưỡi Tam Hoàng. Hồng Trần Đế Tử sợ là còn phải phiền muộn một hồi, nhưng chuyện này đều đã không còn liên quan gì tới Quân Tiêu Dao. Hắn cũng chưa từng coi Hồng Trần Đế Tử là đối thủ. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao đi đến điện Công Huân. Công huân của hắn bây giờ tự nhiên là nhiều đến mức dùng không hết, cho nên hắn cũng đã đổi pháp môn tu luyện thân thể đại đế như Kim Thân Quyết, Kình Thiên Kinh, vân vân. Hắn đổi những công pháp này không phải vì muốn trực tiếp tu luyện, mà là coi như một tham khảo tu luyện thân thể. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng muốn lấy thân thể đột phá chuẩn đế, sau này càng cần tồn tại thân thể chứng đế, cho nên hắn cũng muốn tham khảo con đường của người xưa, xem bọn họ đi thế nào. Quân Tiêu Dao không cần tự mình đi một chuyến, nhưng có thể coi như tham khảo, tránh đi đường vòng. Mà sau khi đổi những công pháp này, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy không cần thiết ở lại thành Lưỡi Tam Hoàng nữa. Chương 2672, con nhộng phi phàm. Bạt tộc trong thời gian ngắn sẽ không có động tĩnh gì lớn. Phệ tộc sau khi tổn thất một đại đế cấp hoàng, tuy đau lòng nhưng trong thời gian ngắn hẳn cũng sẽ có điều kiêng dè, sẽ không có động tác gì lớn. Đương nhiên, điều này cũng không đại biểu chủng tộc Hắc Họa đã hoàn toàn ngủ đông. Trên thực tế, như này ngay cả dạo đầu cũng không bằng. Nếu chủng tộc Hắc Họa thật sự khởi xướng tiến công toàn diện, vậy thì đúng là kinh thiên động địa. Chút xung đột trước mắt, chẳng qua chỉ là vẩy nước mà thôi. Quân Tiêu Dao chuẩn bị rời đi, nhưng cũng chỉ là tạm chia tay. Về sau, hắn nhất định còn sẽ tới thành Lưỡi Tam Hoàng. Nói không chừng còn sẽ đến ải trấn ma chỗ phụ thân hắn Thiên Nhai Đại Đế. Nhưng đến lúc đó, có lẽ cũng là lúc chủng tộc Hắc Họa chân chính dấy lên đại chiến. Không chỉ có Quân Tiêu Dao, cũng có một phần những thiên kiêu còn lại chuẩn bị muốn rời đi. Tiếp tục ở lại đây không có ý nghĩa quá lớn. Quân Tiêu Dao và một nhóm thiên kiêu đế tộc Vân Thị cũng bắt đầu lên đường trở về. Lúc rời thành Lũy Tam Hoàng, Lục Tinh Linh và tiểu đội số 72 cũng theo Quân Tiêu Dao cùng đi. Tuy điều này không hợp quy định, nhưng Quân Tiêu Dao có thân phận gì? Đừng nói chi là hắn còn đã lập công huân kinh thiên. Cho nên chuyện này tự nhiên không vấn đề. Quân Tiêu Dao nhường Lục Tinh Linh và tiểu đội số 72 đi tới ải trấn ma, cũng là quan ải phụ thân hắn Thiên Nhai Đại Đế trấn thủ. Ở đó, đám người Lục Tinh Linh có thể nhận được tài nguyên đãi ngộ và bồi dưỡng tốt nhất.
cộng thêm nàng còn có thân phận tùy tùng của Quân Tiêu Dao, tự nhiên càng có thể nhận được coi trọng. Lục Tinh Linh cũng cảm kích không thôi. Quân Tiêu Dao đã thay đổi vận mệnh của nàng, thay nàng báo thù giết cha. Nàng đã toàn thân tâm hiệu chung với Quân Tiêu Dao, có thể dâng mọi thứ cho hắn. Đồng thời trong lòng thề, phải càng thêm nỗ lực, báo đáp ân tri ngộ của Quân Tiêu Dao. Đám người Lục Tinh Linh đi đến ải trấn ma, mà đám người Quân Tiêu Dao thì trở về đế tộc Vân Thị. Sau khi trở về Vũ Trụ Vân Hải, Quân Tiêu Dao không ở lại lâu, chỉ tụ họp một lát với người nhà, ôn chuyện với đám người Nguyệt Chỉ Lam, Ti, tiểu cô mẫu Vân Anh Lạc Dung nhan thanh mỹ tuyệt luân lộ ra ý cười động lòng người nói. Lúc trước ta nói muốn chờ Tiêu Nhi ngươi nổi danh khắp thành Lưỡi Tam Hòa, lúc này thật đúng là đã thực hiện, thanh danh của Quân Tiêu Dao đã vượt xa tưởng tượng của Vân Anh Lạc, thậm chí vượt khỏi tưởng tượng của một đám tộc lão đế tộc Vân Thị. Bọn họ đều cho rằng Quân Tiêu Dao ở thành Lưỡi Tam Hoàng có lẽ sẽ bước đầu mở rộng thanh danh, chỉ cần không đọa thanh danh như phụ thân hắn Thiên Nhai Đại Đế là đủ rồi. Ai có thể nghĩ Quân Tiêu Dao lại làm ra đủ loại chuyện lớn, không chỉ trực tiếp lao lên hạng đầu bảng công huân thiên kiêu, còn chém giết nhân vật đại đế phệ tộc. Tuy rằng bên đế tộc Vân Thị một số tộc lão cũng có nghi hoặc, bọn họ quả thực đã cho Quân Tiêu Dao rất nhiều đủ loại cổ khí hộ thân, nhưng hình như cũng không đến mức có thể chém giết nhân vật đại đế. Sao? Bọn họ cũng không hỏi thăm thêm gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, Quân Tiêu Dao có năng lực như thế, bọn họ vui mừng còn không kịp, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Quân Tiêu Dao cũng không ở lại đế tộc Vân Thị quá lâu, rất nhanh lại thông qua truyền tống trận, đi đến vũ trụ huyền hoàng. Hắn muốn nghiên cứu con nhộng lấy được từ chỗ tinh hồng nữ đế. Vừa đến vũ trụ huyền hoàng, Quân Tiêu Dao liền trực tiếp đi vào vũ trụ chi thai. Sau đó con nhộng thần bí vậy mà trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của vũ trụ chi thai. Mức độ hấp thu hùng mãnh đó làm cho Quân Tiêu Dao cũng líu lưỡi. Chỉ dương lực bản nguyên hấp thu khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ no căng không biết bao nhiêu thiên kiêu. Song điều này cũng từ khía cạnh chứng minh con nhộng này lai lịch phi phàm. Năng lượng có thể hấp thu càng nhiều, chứng minh cấp bậc sinh mệnh của nó càng cao. Nhưng cũng may, vũ trụ huyền hoàng là một vũ trụ đa nguyên, lực bản nguyên vũ trụ chi thai cũng cực kỳ dồi dào, cho nên hoàn toàn không sợ con nhộng sẽ hút khô nó. Quân Tiêu Dao tạm thời đặt con nhộng trong vũ trụ chi thai ổn dưỡng. Sau đó hắn nhận được một tin tức khác. Tin tức là do Lý Phi Nhiên gửi tới. Tiếp quản bên thương hội Hồng Trần không đặc biệt thuận lợi. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Quân Tiêu Dao. Tuy bản thân Lý Phi Nhiên là quý nữ đế tộc Lý Thị, còn có Hồng Trần lệnh, nhưng một thương hội Hồng Trần to như thế rõ ràng không thể dễ dàng trực tiếp đổi chủ như vậy được. Dù là Lý Phi Nhiên cũng không làm được, Quân Tiêu Dao sớm đã nghĩ đến. Sau đó hắn trực tiếp tìm đám người thần cường giả của Quân Đế Đình tới. Y Thương Nguyệt tự nhiên cũng có mặt. Lâu ngày mới gặp Quân Tiêu Dao. Đôi mắt đẹp của Y Thương Nguyệt vô cùng sáng ngời, tầm mắt một mực dừng trên người hắn. Quân Tiêu Dao không nói nhiều lời thừa, trực tiếp nói chính sự. Nếu như có thể chiếm lấy thương hội Hồng Trần, đối với Quân Đế Đình ta quả thực là chuyện cực kỳ có lợi, Nguyệt Thần nói. Quân Đế Đình hiện giờ có Bạch Hổ Thần Điện, Huyền Vũ Thần Điện, Nguyệt Thần Thánh Tộc, còn có một vài thế lực của Vũ Trụ Huyền Hoàng. Nhưng trong những thế lực này, thế lực thực sự đã hoàn toàn vì Quân Đế Đình suy nghĩ cũng không nhiều. Chỉ có nhóm thế lực của Nguyệt Thần Thánh Tộc, Bạch Hổ Thần Điện và Huyền Vũ Thần Điện tuy rằng cũng đều đã gia nhập Quân Đế Đình, nhưng vẫn không tính là hoàn toàn đánh tan dung nhập. Quân Tiêu Dao cũng không để bụng. Chỉ cần thực lực, thân phận của hắn ở đây thì không sợ Quân Đế Đình xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa sau này, Quân Tiêu Dao có nắm chắc sẽ lôi kéo được thế lực và nhân vật mạnh hơn gia nhập Quân Đế Đình. Thương hội Hồng Trần chẳng qua chỉ là một phần để lớn mạnh Quân Đế Đình mà thôi. Cho nên kế tiếp, ta muốn nhờ Nguyệt Thần tiền bối tới Thương hội Hồng Trần tọa trấn. Ngoài ra, Thương Nguyệt, ngươi có thể cùng Lý Phi Nhiên quản lý nắm giữ Thương hội Hồng Trần, để nó trở thành một phần của Quân Đế Đình, Quân Tiêu Dao nói. Chương 2673, luyện chế đan dược. Thương Nguyệt tuân lệnh, Ti Thương Nguyệt đáp. Nàng đã toàn thân tâm vì Quân Tiêu Dao làm việc. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng cùng đám người Nguyệt Thần, Ti Thương Nguyệt đi đến trụ sở của Thương hội Hồng Trần. Thương hội Hồng Trần trong vũ trụ Hồng Trần, theo đám người Quân Tiêu Dao đến, cho dù là những cường giả cung phụng của Thương hội Hồng Trần cũng chỉ có nước cúi đầu. Có lẽ bọn họ không phục Lý Phi Nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không không phục Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ riêng bối cảnh cũng có thể đè chết người, nói câu không dễ nghe. Chỉ cần Quân Tiêu Dao điều động nhân mã của đế tộc Vân Thị và Quân Đế Đình, muốn diệt một Thương hội Hồng Trần cũng không có vấn đề gì lớn. Quân Tiêu Dao là nhìn chúng năng lực kiếm tiền của Thương hội Hồng Trần. Luận võ lực, Thương hội Hồng Trần còn xa không có số má. Tuy có một vài cường giả cung phụng, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp. Đây cũng là vì sao Hồng Trần đế tử muốn đánh cược với Quân Tiêu Dao. Hắn là muốn đạt được tái nguyên vũ lực của Quân Đế Đình. Nhưng bây giờ, đều thành của Quân Tiêu Dao.
Ngoài ra, tên tuổi quân Tiêu Dao đánh ra ở thành Lũy Tam Hoàng cũng khiến người hương hội Hồng Trần kia rè lại kính sợ. Vân Tiêu thiếu chủ, không, hẳn là hội trưởng đại nhân, tương hội Hồng Trần ta. Tất nhiên là nguyện ý gia nhập quân đế đình, một cung phụng cấp chuẩn đế của thương hội Hồng Trần, hơi chắp tay với quân Tiêu Dao, lộ ra ý cười. Vị chuẩn đế cung phụng này cho dù đối mặt với Hồng Trần đế tử đều là không kiêu ngạo không xiểm nghịch, có giá trị con người. Nhưng bây giờ, đối mặt với tồn tại đã có thể chém giết, tiếp cận chuẩn đế này, vị chuẩn đế cung phụng này cũng không bày ra mảy may kiêu ngạo. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thực ra đối với các ngươi, đi chào ai cũng không quan trọng. Ai có thể cho các ngươi tương lai, ngươi đó mới đáng hiệu chung, mà ta là chủ vũ trụ huyền hoàng, thứ có thể cho các ngươi rất nhiều, thậm chí, các ngươi còn có thể đi vào trong vũ trụ huyền hoàng tu luyện. Những lời của quân Tiêu Dao làm cho những cung phụng ở đây đều mắt nổi kim quang. Vũ trụ huyền hoàng là một bảo địa tu luyện tiếng tăm lừng lẫy, hoàn cảnh hậu đãi, vượt xa vũ trụ thế giới khác. Nhưng nếu hưởng thụ, vậy thì cũng phải có điều trả giá. Quân đế đình ta không dung được người sau giấy có phản cốt. Giọng điệu quân Tiêu Dao lạnh nhạt, lại có cảm giác không giận tự uy, khiến cho cung phụng của thương hội Hồng Trần ở đây đều là trong lòng run lên. Loại thủ đoạn đánh một gậy lại cho viên kẹo này, quân Tiêu Dao sử dụng thuần thục vô cùng. Nhìn quân Tiêu Dao dùng mấy câu đã hàng phục thương hội Hồng Trần, trong mắt đám nữ tử Lý Phi Nhiên và Y Thương Nguyệt cũng rất khó không dâng lên thán phục và dùng bái. Hiện tại uy vọng của quân Tiêu Dao đã không kém gì những đại nhân vật thế hệ trước, có thể gọi là quyền thế thao thiên. Chuyện cần làm sau này chính là truyền rời đại bản danh của thương hội Hồng Trần từ vũ trụ Hồng Trần đến vũ trụ Huyền Hoàng. Chuyện này không cần quân Tiêu Dao quan tâm, tự nhiên sẽ có người lo liệu chuyện này. Sau đó, quân Tiêu Dao một mình rời đi, để lại Nguyệt Thần ở đó tọa trấn thương hội Hồng Trần. Chờ sau này, thương hội Hồng Trần triệt để sát nhập vào trong quân đế đình, vậy phát triển của quân đế đình chắn chắc sẽ càng thêm thịnh vượng hương thịnh, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập quân đế đình. Kế tiếp, quân Tiêu Dao cũng về tới vũ trụ Huyền Hoàng. Chuyện bên thành Lũy Tam Hoàng tạm thời bình ổn, quân Tiêu Dao cũng coi như tạm thời rảnh rỗi. Hắn bắt đầu lĩnh hội những pháp môn thân thể đại đế như Kim Thân Quyết, Kình Thiên Kinh Đổi từ Điện Công Huân. Không phải muốn tu luyện, chỉ là một loại tham khảo, chuẩn bị vì hắn sau này thân thể đột phá chuẩn đế. Quân Tiêu Dao có tự tin, hắn dù là thân thể đột phá chuẩn đế cũng đủ để quét ngang một đám chuẩn đế. Mà nếu chờ cảnh giới tu luyện của hắn cũng đặt chân đến chuẩn đế linh nhục hợp nhất, thực lực đó xa xa không phải chuẩn đế bình thường có thể so sánh. Đây là dã vọng của quân Tiêu Dao. Mà những công pháp thân thể này cũng quả thực đã cho quân Tiêu Dao một vài dẫn dắt. Hắn ngồi xếp bằng trong vũ trụ chi thai, điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình, cùng lúc đó lấy ra thần tài như Phượng Hoàng Tiên Thảo và Tử Kim Long Dược, còn có Cửu Tinh Thần Dược, vân vân. Sau đó, quân Tiêu Dao tế ra Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Hắn đưa tay, hỏa diễm tứ sắc dâng trào, đúng là tứ tượng chân hỏa. Tứ tượng chân hỏa ở dưới Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh bắt đầu bốc lên. Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh không chỉ dùng để chân áp chống địch, dùng làm đan đỉnh cũng thích hợp nhất. Hơn nữa bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng trí cực của Vạn Vật Mẫu Khí, có thể nói là đan đỉnh không biết bao nhiêu luyện đan sư, luyện dược sư tha thiết mơ ước. Quân Tiêu Dao chưa từng học luyện dược có hệ thống, nhưng lấy thiên phú của hắn còn cần học sao? Muốn luyện chỉ luyện, vô sự tự thông. Quân Tiêu Dao tùy còn chưa tới mức độ khoa trương nhất pháp thông, vạn pháp đều thông, nhưng cũng không kém là bao. Nếu như ngay cả luyện đan cũng cần khắc khổ học tập, vậy tư chất thiên phú dị số chi vương của hắn chẳng lẽ là giả? Vẻ mặt quân Tiêu Dao bình thản. Luyện đan sư khác nếu như lấy bán tiên dược luyện chế, tuyệt đối sẽ căng thẳng, sợ xảy ra sai lầm gì đó. Quân Tiêu Dao lại rất dửng dưng, không mảy may để ý, chẳng khác dược liệu bình thường nhất. Hắn bỏ Cửu Tinh Thần Dược vào Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh trước, tinh luyện ra dược tính bên trong, sau đó lại bỏ vào đủ loại thần tài, đều là bảo bối hy hữu hiếm thấy bên ngoài. Nhưng lấy sưu tầm của quân Tiêu Dao thì cũng chỉ như thế, không tính là hy hữu lắm. Sau đó, hắn cũng bỏ Phượng Hoàng Tiên Thảo và Tử Kim Long Dược vào trong, bắt đầu tinh luyện. Hai gốc bán tiên dược hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm Cửu Tinh Thần Dược có thể tăng phúc dược tính, còn có phụ dược khác, lại dung nhập thêm một phần Vạn Vật Mẫu Khí. Quân Tiêu Dao nhìn tình huống trong đỉnh, mang theo ý cười loáng thoáng. Đợt này, sợ là hắn sẽ luyện ra một viên đan dược khiến tất cả luyện đan sư đều điên cuồng. Chương 2674, Dịch Lôi Kiếp, Long Phượng Đế Đan. Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh đang rung động, trong đó làn khói lượn lờ, sương mù bao phủ, như thể có vô số huyễn cảnh xuất hiện, lại như thể đến cả tinh đấu chư thiên cũng rơi vào trong đó. Thậm chí lực lượng bản nguyên trong vũ trụ chi thai cũng bắt đầu dao động, giống như đã biến thành gió lốc, bị cuốn vào trong Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Đây là một dị tượng đáng kinh ngạc, dù là những luyện đan đại sư nhìn thấy điều này cũng sẽ vô cùng bất ngờ. Căn bản không thể tưởng tượng được rằng
Đây là khí tượng được luyện ra từ một người chưa từng tu luyện đan đạo. Tiếp theo, tình huống càng khoa trương hơn đã xuất hiện. Trong vũ trụ huyền quy lại có tiếng sấm chớp đùng đùng truyền đến, mây đen kéo tới. Trong mơ hồ, còn có lôi kiếp đáng sợ đang ập đến. Đây, vậy mà lại dẫn động đan kiếp ư? Quân Tiêu Dao nhíu mày, hơi kinh ngạc. Giống như tu sĩ thành tựu cảnh giới cường giả chuẩn đế, phải độ kiếp chuẩn đế để bản thân lột xác vậy. Nếu muốn đan dược đạt tới cực hạn, thì cũng cần phải có lôi kiếp rèn luyện, gọi là đan kiếp. Nói cách khác, có thể luyện ra đan dược dẫn động đan kiếp, thì đó chắc chắn là tồn tại như đại tông sư đan đạo. Sở dĩ lần đầu Quân Tiêu Dao luyện đan đã có thể dẫn động đan kiếp, ngoại trừ năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của bản thân hắn, thực ra còn là do nguyên liệu tài liệu của hắn đều rất cao. Vạn vật mẫu khí đỉnh làm lò, được rèn từ tứ tượng chân hỏa, dung hợp với vạn vật mẫu khí, cộng thêm hai bán tiên dược hỗ trợ lẫn nhau, còn có các loại thuốc cổ thần tài như cửu tinh thần dược. Có thể nói, những thứ này để ở thế giới bên ngoài, chắc chắn đều là thứ bị người khác cướp vỡ đầu. Với nguyên bộ thế này, muốn không luyện ra đan dược cực phẩm cũng không thể. Cuối cùng, lôi kiếp thiên địa cuốn tới, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới vũ trụ huyền hoàng. Toàn bộ vũ trụ huyền hoàng dường như đang chấn động, tiếng sấm sét vang lên. Rất nhiều cường giả đều kinh ngạc không thôi, rơi vào chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Đó là động tĩnh gì? Là thiên kiếp sao? Chẳng lẽ có người đang độ kiếp chuẩn đế? Bên trong vũ trụ huyền hoàng, không ít cường giả cực kỳ kinh hãi. Cường giả của Bạch Hổ Thần Điện và Huyền Vũ Thần Điện, thậm chí bao gồm cả hai chí cường giả đế cảnh là Hổ Bôn Hoàng và Huyền Minh Hoàng cũng cảm nhận được một luồng dao động cực mạnh. Chẳng lẽ là hắn? Bọn họ lập tức nghĩ tới Quân Tiêu Dao. Người trẻ tuổi này, đúng là không đơn giản. Hổ Bôn Hoàng lẩm bẩm. Xem ra, quẻ bói trên mai rùa trước đó quả thực rất đúng, thiên mệnh là ai thực ra không quan trọng, ai có năng lực đạp thiên mệnh ở dưới chân, chuyện đó mới quan trọng nhất. Có vẻ như Huyền Vũ Thần Điện ta đã không chọn sai được. Huyền Minh Hoàng của Huyền Vũ Thần Điện lẩm bẩm. Các biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến đến cả cường giả ở cấp độ này cũng thán phục không thôi. Còn lúc này, lôi kiếp thiên địa đánh xuống, như thể lôi kiếp vô tận trong tinh thần vũ trụ đều cuồn cuộn rơi xuống. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong hư không, phía trước hắn lôi quang vạn trượng đều tụ vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong vạn vật mẫu khí đỉnh đó dường như có một thế giới đang mở ra, khí hỗn độn, tiên khí quấn quanh. Quân Tiêu Dao lại lấy một phần vật chất tiên đạo từ trong tiên tiền nhãn của vũ trụ dung nhập vào trong, luồng khí tức đó trở nên mạnh hơn. Cuối cùng thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang càng kịch liệt hơn. Quân Tiêu Dao cũng không hề ngăn cả. Tuy với thân phận chủ vũ trụ huyền hoàng của hắn thì có thể trực tiếp cắt đứt lôi kiếp, nhưng chỉ có đan dược đã được rèn luyện qua lôi kiếp mới có thể lột xác, phẩm chất mới có thể cao hơn. Đúng lúc Quân Tiêu Dao đang chờ đợi, đột nhiên ở sâu trong hư không đang hừng ngược lôi quang lại mơ hồ nhìn thấy bóng của một vật thể. Vật thể đó như đang nằm giữa hư và thực, hư hư thực thực, khiến người khác không thấy rõ, nhưng duy chỉ có thể nhìn thấy lôi quang có hỗn độn từ trong đánh xuống, hình thành nên lôi bạo. Đó là mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ sắc bén hiếm thấy. Trước đó hắn đã từng nghe nói, nếu là một phái lôi kiếp có phẩm chất cực cao, trong đó thậm chí còn có thể xuất hiện hỗn độn lôi trì. Nhưng thứ có giá trị nhất lại không phải là bản thân hỗn độn lôi trì, mà là vật ngưng tụ từ tinh hoa sấm sét vô tận ẩn chứa trong nó. Tên là Diệt Lôi Kiếp. Đó là một chí bảo luyện thể, thần vật vô thượng. Sự hiếm có của nó có thể sánh ngang với vật chất tiên đạo. Chỉ là người bình thường căn bản không thể làm được. Đầu tiên, lôi kiếp khiếp hỗn độn lôi trì xuất hiện không phải là thứ có thể dễ dàng dẫn ra như vậy được, trừ khi là vật nghịch thiên thật sự lột xác mới có thể xuất hiện. Còn trước mắt, đan dược Quân Tiêu Dao luyện chế ra tuy cũng khá nghịch thiên, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với tiên đan chân chính, cho nên hỗn độn lôi trì đó chỉ như ẩn như hiện chứ không thật sự xuất hiện. Thứ hai, cho dù có thể dẫn hỗn độn lôi trì ra thì muốn thu hoạch cũng không hề đơn giản. Tu sĩ tầm thường dù có độ kiếp chuẩn đế, trong vạn người cũng chỉ có một người có thể miễn cưỡng vượt qua, chưa kể còn phải đi thu lấy dịch lôi kiếp từ ngọn nguồn lôi kiếp. Điều đó chẳng khác gì đang nằm mơ. Nếu ta độ kiếp chuẩn đế, liệu có dẫn hỗn độn lôi trì ra không nhỉ? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Nhưng cho dù thế nào, trước mắt, nếu hắn có thể lấy được dịch lôi kiếp thì dù chỉ có một giọt cũng rất có giá trị. Suy nghĩ một lát, Quân Tiêu Dao trực tiếp đứng dậy lao về phía hỗn độn lôi trì như ẩn như hiện đó. Chương 2675, dịch lôi kiếp, Long Phượng Đế đan tật. Ông lôi quang cuộn trào bổ khắp thiên địa. Hỗn độn lôi trì là ngọn nguồn lôi kiếp, sao có thể dễ dàng để người khác chạm vào được? Dù chỉ là nửa hư ảo, không phải là hỗn độn lôi trì hoàn toàn xuất hiện cũng không thể để người phàm chạm vào được. Đương nhiên Quân Tiêu Dao không sợ,
toàn thân phát sáng, trông rất ung dung trong sấm sét mãnh liệt vô tận. Nhưng sau khi quân Tiêu Dao tiếp cận, đột nhiên có lôi linh do sấm sét ngưng tụ thành xuất hiện, muốn ra tay với quân Tiêu Dao. Muốn thu được dịch lôi kiếp này đúng là phiền phức. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Nhưng có thể là do hỗn độn lôi chỉ chưa hoàn toàn xuất hiện, cho nên lôi linh này cũng không quá hung hãn. Quân Tiêu Dao cũng thi triển thủ đoạn thượng thương chi thủ xuất hiện, đánh với lôi linh. Khoảng khắc này lại khá mơ hồ, ai mới là trời cao, ai mới là bên giá thiên phạt xuống. Quân Tiêu Dao giống như một thần minh trẻ tuổi vượt qua lôi kiếp. Cuối cùng hắn vung ra một chảo túm vào trong lôi trì hư ảo đó. Đùng đoàng, có tiếng sấm nổ truyền tới. Lòng bàn tay của quân Tiêu Dao chợt có một giọt dịch thể xuất hiện, tỏa ra lôi quang chói mắt. Trong hủy diệt lại có một lực sinh cơ hiếm thấy. Sấm sét là sức mạnh hủy diệt, nhưng nếu đạt tới cực hạn thì cũng là biểu tượng của phục hồi sinh mệnh. Còn bây giờ, cuối cùng thiên kiếp cũng rút lui, lôi trì hư ảo đó cũng biến mất. Trong vạn vật mẫu khí đỉnh, hàng nghìn tia sáng nhìn màu sắc rực rỡ. Sau đó có tiếng long ngâm phượng hót vang lên, một viên đan dược xuất hiện, màu tím đậm và đỏ xen vào nhau, thậm chí còn có thể thấy có hư ảnh của long phượng xoay tròn quấn quanh đan dược. Quân Tiêu Dao đáp xuống, cầm đan dược này trong tay. Tạm được, quân Tiêu Dao gật đầu. Có thể có được lời đánh giá tạm được của hắn đã chứng minh rằng nó không tệ, nhưng đan dược này nếu để ở bên ngoài thì đến chuẩn đế cũng sẽ giành mua, đại đế cũng sẽ lay động. Đan dược này có thể gọi là long phượng đế đan, quân Tiêu Dao tự nói. Đế đan là thứ đến cả đại đế cũng sẽ lay động, lúc tu luyện sẽ dùng tới. Đan dược bình thường đối với cường giả cấp bậc đại đế mà nói đã chẳng có mấy hiệu quả nữa, nhưng đế đan cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện ra được. Quân Tiêu Dao tùy tiện luyện đan một lần đã luyện được đế đan, mà đến cả đại tông sư đan đạo cũng khó mà luyện ra, chỉ có thể nói là do thiên phú. Nếu truyền ra ngoài thì không biết bao nhiêu đại tông sư đan đạo sẽ xấu hổ tới mức chui đầu xuống đất, nhưng cái này đối với quân Tiêu Dao mà nói dường như chỉ là tùy ý làm một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới mà thôi, thậm chí không cần nói với người bên ngoài cũng được. Có long phượng đế đan còn có một giọt dịch lôi kiếp, xem ra lần này thân thể sẽ có tiến bộ không nhỏ. Quân Tiêu Dao có chút mong đợi, lần này thân thể của hắn hẳn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Quân Tiêu Dao không hề do dự, trực tiếp nuốt long phượng đế đan vào, bắt đầu tu luyện. Nếu là thiên kiêu khác, nếu nuốt thẳng long phượng đế đan này vào sẽ khiến cơ thể họ nổ tung, giống như một người yếu ớt bỗng nhiên ăn rất nhiều vật bồi bổ, ngược lại sẽ tạo nên tính hủy diệt và tổn thương với thân thể. Nhưng cơ thể quân Tiêu Dao có khả năng dung nạp luyện hóa tất cả mọi loại lực lượng, sức mạnh của tiên thiên thánh thể đạo thai đủ để hấp thu mọi lực lượng hóa thành của mình. Sau khi nuốt xuống long phượng đế đan, quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được một năng lượng vô biên mạnh mẽ xuất hiện trong người. Cái này có thể so sánh với bán tiên dược luyện hóa năng lượng mạnh hơn nhiều, nhưng nó lại ẩn chứa hai loại lực lượng bán tiên dược, càng đừng nói đến còn có loại thảo dược như cửu tinh thần dược có thuộc tính gia tăng tăng trưởng, khiến cho hiệu quả của hai bán tiên dược này càng tăng lên gấp đôi. Tế bào trong cơ thể hóa thành từng thế giới tu di với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với trước kia tu luyện thế giới tu di. Cùng lúc đó, quân Tiêu Dao cũng tương hóa hoàn toàn chân huyết cổ thú hư không cất giấu trong cơ thể. Chân huyết cổ thú hư không này là do hắn lấy được khi luyện hóa cổ thú hư không Tang Yêu Vương trong khu vô nhân ở Đại Triều Tang. Im. Lúc trước quân Tiêu Dao đã luyện hóa một phần, bây giờ hắn đã luyện hóa toàn bộ. Điều này càng gia tăng tốc độ luyện thành thế giới tu di của quân Tiêu Dao. Ngoài ra, đồng thời quân Tiêu Dao cũng đang luyện hóa lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng trong vũ trụ chi thai, còn có cả các pháp môn thân thể đại đế như Kim Thân Quyết, Kinh Thiên Kinh. Quân Tiêu Dao cũng đang tham khảo. Có thể nói là dưới tác động của nhiều bên, thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao đang hình thành với tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ quân Tiêu Dao chỉ có 1.100.000 thế giới tu di, mà hắn đoán rằng muốn lấy thân thể đột phá chuẩn đế cảnh thì ít nhất cũng phải luyện thành thế giới tu di cấp chục triệu và mấy triệu cách nhau 10 lần. Muốn luyện thành không biết phải mất bao lâu. Tuy có đầy đủ năng lượng nhưng không thể luyện thành trong một sớm một chiều được. Nhưng bây giờ dưới nhiều cách, thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao đang tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Vẫn chưa đủ, mắt quân Tiêu Dao lóe sáng lên. Hắn lại lấy ra dịch lôi kiếp. Tuy chỉ có một giọt dịch lôi kiếp, nhưng ánh sáng chói lọi, ngôi ma hừng hực như ẩn chứa cả một thế giới trong đó. Quân Tiêu Dao trực tiếp nuốt dịch lôi kiếp xuống. Nếu có người nào thấy chắc chắn sẽ bất ngờ kêu lên. Hắn là một kẻ tàn nhẫn. Dịch lôi kiếp này vô cùng bá đạo. Cách an toàn nhất là luyện thành đan dược hoặc dược dịch, chứ không thể giống như quân Tiêu Dao là uống trực tiếp. Chương 2676, Quản Nhi đến. Tầm ẩm. Trong cơ thể quân Tiêu Dao lập tức truyền đến âm thanh chấn động, giống như dây dựng lại thiên địa.
Một luồng năng lực kinh khủng như thủy triều xông về phía toàn thân Quân Tiêu Dao. Hắn lập tức thôi thúc lực lượng Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, trấn áp năng lượng bá đạo vô biên này. Sau đó hắn dung hợp hết vào trong thế giới tu di. Ngay sau đó, số lượng thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao lại tăng vọt lên lần nữa. Dù là Quân Tiêu Dao cũng cảm thán ngạc nhiên vô cùng. Hiệu quả tôi luyện của Dịch Lôi Kiếp quá mạnh, quả thực là vật báu cần thiết cho luyện thể. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là quá ít. Nếu không tốc độ luyện thể của Quân Tiêu Dao sẽ nhanh hơn. Xem ra sau này nếu độ kiếp chuẩn đế thì nhất định phải lấy được càng nhiều Dịch Lôi Kiếp hơn, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Hắn có lòng tin, với mức độ đột phá yêu nghiệt của mình, việc hóa ra hỗn độ lôi trì chân chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó thì sẽ có cơ hội có khả năng thu hoạch trực tiếp. Sau đó, thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng mở rộng ra với một tốc độ cực kỳ điên rồ. Một tháng sau, trong vũ trụ chi thai, khí tức Quân Tiêu Dao trì trệ. Trông hắn vẫn như trước đây. Thân hình cao ráo thẳng tắp, làn da trong suốt, ẩn chứa tiên huy, khiến nhiều nữ tử nhìn thấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng dáng vẻ đẹp đẽ đến hoàn mỹ ấy lại có sức mạnh cực kỳ khủng bố, khiến cho hư không chung quanh rung động, đến lực lượng bản nguyên cũng dao động. Dường như bởi vì lực lượng trong cơ thể Quân Tiêu Dao tỏa ra ngoài mà rung động. 3 triệu thế giới tu di, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Không sai. Sau khoảng thời gian tu luyện này, thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao trực tiếp tăng vọt từ 1 triệu 100 nghìn lên 3 triệu. Đây là tốc độ khủng bố đầy khó tin. Đương nhiên với kết quả như vậy sẽ có nhiều yếu tố. Long Phượng Đế Đan, Dịch Lôi Kiếp, chân huyết của thú hư không, lực lượng bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng gia tăng, còn lĩnh hội thêm Kim Thần Quyết, Tình Thiên Kinh và các thân thể pháp môn đại đế. Dưới đủ loại thứ thêm vào, Quân Tiêu Dao mới có tốc độ tiến bộ kinh khủng như vậy. Tình huống như này cũng ít thấy. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy, sau này mình tu luyện thế giới tu di, tuy sẽ không khủng bố như lần này nhưng cũng sẽ không quá chậm. Sau khi lột xác đến 3 triệu thế giới tu di, sức mạnh cơ thể của Quân Tiêu Dao chẳng khác nào tăng gấp đôi. Tê rằng không ai có thể tưởng tượng được, trong thân thể thon dài cân xứng của Quân Tiêu Dao sẽ ẩn chứa lực lượng khủng bố như vậy. Tuy vẫn còn cách chục triệu thế giới tu di một khoảng nhưng cũng không phải xa với không thể chạm tới, dường như Quân Tiêu Dao đã có khả năng tiên đoán. Thân thể mình đột phá đến mấy triệu lực lượng thế giới tu di, lập tức dùng thân thể đột phá vào chuẩn đế cảnh. Ngay đó sẽ không xa. Tuy cảnh giới tu luyện của hắn không thay đổi như sức mạnh chiến đấu đã cách xa so với trước đây, Quân Tiêu Dao cảm thấy với thực lực hiện tại của hắn, nếu chống lại Tam Đầu Vương của phệ tộc kia, thậm chí hắn không cần phải dung hợp thượng thương hắc huyết. Đợi sau khi thân thể hắn đột phá chuẩn đế, hắn có thể một tay giết chết Tam Đầu Vương chuẩn đế nhất kiếp. Sau đó, Quân Tiêu Dao ở lại vũ trụ huyền hoàng củng cố lại khí tức của bản thân. Trong với hải cũng tạm thời không có chuyện gì. Chỉ có kỳ tích Quân Tiêu Dao tạo ra ở thành Lưỡi Tam Hoàng vẫn được không ít tu sĩ giới hải bàn tay say sưa, truyền ra khắp thế giới và vũ trụ. Nhưng thời gian rảnh rỗi của Quân Tiêu Dao cũng không duy trì được lâu. Không lâu sau, một người bí mật đến tìm Quân Tiêu Dao, đó là ma nữ Oản Nhi. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu đen, dáng người mảnh mai, làn da trắng như ngọc. Thật đúng lúc, ngươi không đến tìm ta thì ta cũng định chuẩn bị đi tìm ngươi. Cái người đến Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Trước đó ở khu vô nhân, hắn sử dụng pháp thân thần linh chém tinh hồng nữ đế. Tuy không tổn hại gì lớn nhưng cũng không phải không sao, Quân Tiêu Dao nghĩ. Mạn Nhật thần giáo được xưng là thần giáo thứ tư, vô số người ở giới hải tin tưởng. Chắc hẳn lực tín ngưỡng sẽ không ít hơn Đại Thiên Tự mới đúng. Hơn nữa Đông Phương Ngạo Nguyệt còn ở đó. Cho nên sau đó Quân Tiêu Dao vốn định tìm Oản Nhi, mới biết được một ít tin tức về Mạt Nhật thần giáo. Vì chuyện của Ngạo Nguyệt tiểu thư sao? Giọng điệu của Oản Nhi có hơi kỳ lạ. Với đầu óc lanh lợi của nàng đương nhiên có thể nhìn ra, quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt không tầm thường. Sao thế? Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì ở Mạt Nhật thần giáo à? Quân Tiêu Dao hỏi. Không phải. Thủ đoạn của Ngạo Nguyệt tiểu thư thật sự khiến người ta cảm thán bất ngờ. Nghĩ đến thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong lòng Oản Nhi không ngừng cảm thán, bắt đầu kể lại một ít chuyện với Quân Tiêu Dao. Nàng chưa từng thấy một nữ tử nào mạnh mẽ như vậy. Những người khác, nếu tuy tiện tiến vào Mạt Nhật thần giáo như thế thì chắc chắn sẽ tức giận. Dù sao trong mắt người đời, Mạt Nhật thần giáo cũng không có danh tiếng tốt gì. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt là một nữ nhân, chỉ dựa vào bản nguyên ma hậu đã muốn đánh một trận với đám cường giả ở Mạt Nhật thần giáo. Điều này đúng là không phải người bình thường có thể làm được, nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt lại làm được. Nàng trực tiếp để lộ thân phận thiếu tộc trưởng của đế tộc Đông Phương. Tuy trong Mạt Nhật thần giáo có người nghi ngờ nhưng bản nguyên ma hậu không thể làm giả, hơn nữa còn có Oản Nhi đứng giữa nói chuyện. Sau đó cũng phát hiện bản nguyên ma hậu của Đông Phương Ngạo Nguyệt không có vấn đề gì. Vì vậy ngay khi có người nghi ngờ thì cũng không thể nắm được nhược điểm gì. Hơn nữa với địa vị đặc biệt của ma hậu trong Mạt Nhật thần giáo nên cũng không có ai dám mạo phạm nghi ngờ Đông Phương Ngạo Nguyệt.
cho nên Đông Phương Ngạo Nguyệt đã đứng vững gót chân trong mạch ma hậu. Nhưng về sau, thủ đoạn và kỹ thuật của nàng mới thật sự khiến người ta sợ hãi cảm thán. Chương 2677, đội kiếm ma quân. Đông Phương Ngạo Nguyệt lập tức lôi kéo được một đám thủ hạ trung thành với ma hậu. Trong mạch ma hậu cũng có được vị trí. Một số người nghi ngờ nàng hoặc là trong lòng không phục nàng, chỉ cần là người có địa vị không quá cao, đều bị Đông Phương Ngạo Nguyệt phái người đi giải quyết. Danh tiếng huyết công chúa của nàng lại lần nữa lộ ra. Sau đó lại tái hợp tung hoành, liên hợp với nhau. Ma Phi với ma hậu có quan hệ tốt chèn ép những người có quan hệ không tốt với ma hậu. Rất nhanh, ngoại trừ mấy vị ma phi có địa vị không thấp thì Đông Phương Ngạo Nguyệt đã có quyền nói chuyện ở trong mạch ma hậu. Điều này khiến Oản Nhi cảm thán ứng không thôi. Tuy nàng biết Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không phải ma hậu truyền thế thật, nhưng sao lại cảm thấy nàng giống ma hậu hơn cả ma hậu vậy? Nghe vậy, Quân Tiêu Dao cũng cười một tiếng. Hắn không chỉ nghĩ gì nữa. Hắn hiểu rõ tính cách và thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Danh tiếng của huyết công chúa cũng không phải vô dụng. Nàng thật sự thích nghi với hoàn cảnh của Mạt Nhật Thần Giáo. Vậy là có chuyện gì? Quân Tiêu Dao nói. Có người sở hữu bản nguyên ma quân muốn mượn sức của Ngạo Nguyệt tiểu thư làm thông gia với nàng. Quản Nhi do dự nói. Nàng biết quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt không đơn giản. Hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng kết quả là hắn chỉ lắc đầu cười nhạt một tiếng. Si tâm vọng tưởng, cũng không thấy Quân Tiêu Dao có lòng chiếm hữu mạnh. Hắn biết Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ không để ý tới bất kỳ nam nhân nào ngoại trừ hắn. Đó không phải là do Quân Tiêu Dao tự tin mà sự thật là như vậy. Cho nên Quân Tiêu Dao không hề lo lắng, càng không tức giận. Là người trước đây chạy trốn trong không gian tan thành sao? Quân Tiêu Dao nghĩ đến người trốn thoát khỏi bàn tay hắn trước đó. Hắn cũng để lại một ít ấn tượng cho Quân Tiêu Dao. Dù sao đó cũng là người đầu tiên nhìn thấy hắn mà bỏ chạy. Xem như có ý thức nguy hiểm rất tốt. Oản Nhi nghe vậy thì lắc đầu nói. Cũng không phải tên nó, người kia là chủ sở hữu của bản nguyên ma quân mà ma sát tử tìm được, tên là Cổ Nguyệt, nhưng hiện giờ hắn là cánh tay phải của ma quân, trong trận danh mạch Uyên Hoàng, ngươi muốn làm thông gia với Ngạo Nguyệt tiểu thư là tay trái của ma quân, chủ sở hữu bản nguyên ma quân do mạch ta chủ tìm được, tên là Mục Lăng Gia, lai lịch của hắn rất phi phàm, có vẻ như được cường giả nào đó truyền thừa, thực lực sâu không lường được, Oản Nhi cũng là kiêu nữ của mạch ma hậu. Có thể khiến nàng nói như vậy thì chắc chắn tu vi của tên Mục Lăng Gia kia không kém. Nhưng mà Oản Nhi nhìn vẻ mặt không gợn sóng của Quân Tiêu Dao đứng trước mặt. Đương nhiên nàng cũng nghe nói đến chiến tích của Quân Tiêu Dao tại thành Lưỡi Tam Hoàng. Chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ riêng việc Quân Tiêu Dao tự tay chém chết ba vị chuẩn đế bà tộc kia cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Giống như hoàn toàn không cần kiêng dè bất kỳ người nào. Trừ cái đó ra còn có tin tức gì không? Quân Tiêu Dao hỏi tiếp. Còn nữa, Thất Tuyệt Vực có khả năng sắp mở ra, Quản Nhi nghiêm túc nói. Thất Tuyệt Vực là một bí địa trong mặt pháp giới. Bội kiếm ma quân cũng ở trong đó. Chỉ có người có bản nguyên của ma quân mới lấy được. Mục đích của Mục Lăng Gia kia chính là lấy được bội kiếm ma quân, sau đó kết thông gia với Ngạo Nguyệt tiểu thư. Nhưng Cổ Nguyệt của mạch Uyên Hoàng chắc chắn sẽ không ngồi yên để Mục Lăng Gia lấy được ma kiếm của ma quân và lôi kéo Ngạo Nguyệt tiểu cơ. Cho nên thay vì nói đây là cuộc tranh đấu của hai vị sở hữu bản nguyên ma quân là Mục Lăng Gia và Cổ Nguyệt, không bằng nói đây là tranh đấu mặt tà chủ và mạch Uyên Hoàng lôi kéo mặt ma hậu. Từ lời nói của Oản Nhi có thể nghe ra, cuộc tranh đấu phe phái của Mạt Nhật Thần Giáo kịch liệt đến cỡ nào. Trong đó phức tạp rắc rối, đừng nói là người ngoài, người bên trong cũng nhức đầu. Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể đứng vững bước chân trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy đúng là không hề dễ dàng gì. Bội kiếm ma quân, trong mắt Quân Tiêu Dao có vẻ suy tư. Trong bội kiếm ma quân có phải có một phần lực tín ngưỡng hay không? Giống như lực tín ngưỡng của Đại Thiên Tự đều chứa trong tiên binh Phật Môn, chúng sinh Phật Đăng. Có lẽ có khả năng này nhưng Quân Tiêu Dao không chắc chắn. Nhưng đã khơi dậy hứng thú của hắn. Hắn không thể nhúng chàm chúng sinh Phật Đăng của Phật Môn. Nhưng hắn không cần khách sáo với Mạt Nhật Thần Giáo. Trong lúc Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hắn truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ đổi mới vùng đánh dấu. Mời ký chủ đánh dấu Thất Tuyệt Vực ở mặt pháp giới. Ha, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên. Xem ra lần này không thể không đi chiếm. Đến bây giờ, tổng cộng hệ thống đã làm mới 3 điểm đánh dấu. Giới Hải Vô Biên là nơi được đổi mới sớm nhất, nhưng Quân Tiêu Dao cảm thấy rất có thể đó là nơi đánh dấu sâu nhất ở khu vô nhân, cho nên không thể làm được trong thời gian ngắn. Mặt khác là đánh dấu ở giới trong giới. Sau này, Quân Tiêu Dao cũng có dự định đến giới trong giới. Trước đây hắn không nhắc đến chuyện Vân Khê, Quân Tiêu Dao cảm thấy Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ có lẽ cũng ở trong giới trong giới. Quân Tiêu Dao nhất định phải khống chế được loại lực lượng này, không thể để nó rơi vào trong tay vị truyền nhân của Nhân Hoàng Sở Tôn này. Trước mắt, Thất Tuyệt Vực là nơi dễ dàng cho Quân Tiêu Dao đánh dấu nhất. Hơn nữa hắn cũng có chút hứng thú. Cho nên trong lòng Quân Tiêu Dao đã có quyết định.
hắn muốn đến Mạt Nhật thần giáo trước, tiến vào Thất Tuyệt Vực ở Mạt Pháp giới. Tất Tuyệt Vực kia chỉ có người có được bản nguyên ma quân mới có thể tiến vào sao? Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Tuy hắn cũng có bản nguyên ma quân nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp tiết lộ cho Mạt Nhật thần giáo biết. Thật ra cũng không phải, Thất Tuyệt Vực mở ra sẽ có một nhóm thiên kiêu của Mạt Nhật thần giáo tiến vào rèn luyện, trong đó cũng có những cơ duyên khác. Thậm chí nếu có năng lực thì còn có thể khiêu chiến với người sở hữu bản nguyên ma quân, cướp đoạt nó. Oản Nhi nói. Có thể như vậy sao? Đương nhiên rồi, Mạt Nhật thần giáo ta vốn tôn trọng kẻ mạnh, người phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như ngay cả bản nguyên ma quân cũng không giữ được thì chứng minh hắn không thích hợp trở thành người kế nhiệm ma quân. Thì ra là vậy, kế có cách khác tiến vào Thất Tuyệt Vực không? Quân Tiêu Dao hỏi. Quản Nhi suy nghĩ rồi nói. Cũng còn một cơ hội khác, chương 2678, Cửu Sát Môn, âm mưu của Lý Vô Song. Kết đó là, ma phi của mạch ma hậu Khúc Hồng Loan muốn tổ chức thọ yến, sẽ mời một nhóm thế lực ma đạo và quần hùng. Nếu ở thọ yến, thiên kiêu nào có biểu hiện tốt cũng có được tư cách tiến vào Thất Tuyệt Vực, Quản Nhi nói. Vậy được, trong lòng Quân Tiêu Dao đã có dự định. Đúng rồi, công tử, Khúc Hồng Loan kia cũng là nhân vật lớn trong mạch ma hậu, với lại cũng không có hảo cảm gì với ma hậu. Cho nên nếu công tử có cách đối phó với Khúc Hồng Loan kia, có lẽ sẽ trợ giúp rất lớn cho Ngạo Nguyệt tiểu thư khống chế mạch ma hậu. Oản Nhi nói. Nà thân là kiêu nữ của mạch ma hậu, đương nhiên hiểu rất rõ về mạch ma hậu. Mà bây giờ nàng đang bị Quân Tiêu Dao do ấn ký vào. Là người của hắn, đương nhiên phải đứng ở góc độ của hắn để cân nhắc vấn đề. Khúc Hồng Loan, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Thấy gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp của Quân Tiêu Dao, Quản Nhi lại muốn nói. Công tử, thật ra ngươi hy sinh một chút là được. Rất có thể chiếm được sự yêu thích của Khúc Hồng Loan. Nhưng Oản Nhi lại không thể nói ra được. Ta hiểu rồi, tiếp theo. Ngươi thay ta đi tìm một thế lực ma đạo đáng tin có thể gia nhập vào. Ta muốn đến Mạt Pháp giới, tiến vào Thất Tuyệt Vực, Quân Tiêu Dao nói. Vâng ạ. Oản Nhi khẽ gật đầu. Thân mà ma nữ Mạt Nhật thần giáo, nàng vẫn có nguồn lực này. Đúng rồi, công tử, chuyện ngươi tiến vào Mạt Pháp giới có muốn nói cho Ngạo Nguyệt tiểu thư không? Oản Nhi hỏi. Không cần, có lẽ nàng cũng có kế hoạch của mình. Nếu như biết ta đi, nói không chừng còn ảnh hưởng đến nàng. Chờ đến thời cơ, ta sẽ đi gặp nàng, Quân Tiêu Dao nói. Sau đó Oản Nhi cũng rời khỏi, bắt đầu giúp Quân Tiêu Dao sắp xếp một số chuyện để hắn tiến vào Mạt Pháp giới. Cùng lúc đó ở một thế giới khác, đây là một nơi ở thế giới Đại Thiên. Trong đó có một thế lực ma đạo tên là Cửu Sát Môn, cũng là một thế lực của danh tiếng hiền hách. Lúc này, ở bên trong một tòa đại điện ở Cửu Sát Môn, bao gồm cả môn chủ Cửu Sát Môn, tất cả mọi người đều kính cẩn buông hai tay, đè mặt kính trọng và sợ hãi nhìn người áo đen ngồi vị trí chủ tọa trên cao kia. Chiến Hoàng đại nhân, không ngờ người còn nhớ đến Cửu Sát Môn ta. Môn chủ Cửu Sát Môn với vẻ mặt kích động nói, người mặc áo đen ngồi trên cao chính là Lý Vô Song. Các ngươi đều từng là một phần tử của phủ Chiến Hoàng, bản hoàng sao có thể quên các ngươi? Giọng nói Lý Vô Song trầm thấp, lại lùng nói. Phù Chiến Hoàng đã từng là chiến lực khai sáng đấu thiên chiến hoàng, trong đó hội tụ một nhóm phản đối thế lực của Tam giáo. Trước đây Nghiêm thị cổ tộc và Cửu Sát Môn này đều từng là thế lực dưới chướng phủ Chiến Hoàng. Sau chuyện ở không gian Tam Thánh, Lý Vô Song vẫn tập trung bế quan tu luyện, cũng không đi rèn luyện ở thành lũy Tam Hoàng. Hắn liên tiếp bị thất bại dưới tay Quân Tiêu Dao. Có thể nói là nếu như Đạo Hoàng là tâm ma của đấu thiên chiến hoàng thì Quân Tiêu Dao kia chính là tâm ma của Lý Vô Song. Cho nên Lý Vô Song sẽ lập phải nhục nhã trước mặt Quân Tiêu Dao. Mà trong khoảng thời gian Lý Vô Song bế quan tu luyện, hắn cũng thu hoạch được khá lớn. Đột phá đến cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Có thể nói là không hổ thân phận truyền thế đấu thiên chiến hoàng của hắn. Dù sao cũng là đại lão trùng tu. Tốc độ tu luyện kia không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Sau khi đột phá đến cảnh giới hỗn độn đạo tôn, Lý Vô Song nghĩ cũng nên bắt đầu âm thầm tính toán thế lực phủ Chiến Hoàng. Nghiêm thị cổ tộc chỉ là một phần nhỏ của phủ Chiến Hoàng mà thôi. Tuy bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt nhưng tổn thất không lớn. Mà Cửu Sát Môn trước mặt này chính là thế lực mà Lý Vô Song tìm được bên kia. Bởi vì đế tộc Lý thị cách vũ trụ Nguyên Vũ khá gần nên là người đầu tiên tìm được. Thực ra, miễn là Lý Vô Song muốn. Hắn làm bại lộ thân phận, vỗ tay nói một tiếng thì từng thế lực phủ Chiến Hoàng đều sẽ đồng loạt quay về. Nhưng kiếp này của Lý Vô Song không còn ngông cuồng như kiếp trước nữa. Hắn lựa chọn cẩn thận kín đáo nên đương nhiên không thể kiêu ngạo như vậy nữa. Đương nhiên nếu Lý Vô Song có được toàn bộ sức mạnh kiếp trước, vậy thì hắn cũng không cần kiêng kỵ điều gì. Hiện giờ vẫn phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, Chiến Hoàng đại nhân, nghe nói bội binh đấu thiên thần kích của ngươi lúc trước bị thiếu chủ Vân Thị cướp đi rồi. Môn chủ Cửu Sát Môn như nhớ ra gì đó mà nói. Cái gì? Sắc mặt Lý Vô Song trầm xuống, khí tức lạnh lẽo lập tức tỏa ra. Hết chuyện để nói rồi là. Nhất định phải lấy chuyện này ra làm cho hắn mất mặt sao? Đại nhân hiểu lầm rồi,
tại hạ cũng không có ẩn ý gì. Chỉ là muốn nói, có lẽ đại nhân sẽ thấy hứng thú với cơ duyên này. Môn chủ Cửu Sát Môn vội vàng chắp tay nói. Cơ duyên gì? Lý Vô Song lạnh nhạt nói. Sau đó vị môn chủ Cửu Sát Môn này kể lại một số chuyện. Mặt Nhật Thần Giáo, Ma Phi Khúc Hồng Loan, Thất Tuyệt Vực, Bội Kiếm Ma Quân. Sau khi biết những tin tức này, đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Lý Vô Song lấp lánh. Tin tức đến quá đúng lúc. Lúc trước hắn bị quân Tiêu Dao cướp đi quá nhiều cơ duyên. Đầu Thiên Thần Kích. Tiên Linh Chi Tâm là một trong những tiên linh tam bảo. Có thể nói thiếu đi những cơ duyên này đã giảm đi rất nhiều tốc độ tu luyện và chiến lược của Lý Vô Song. Nếu hắn có thể có được Bội Kiếm Ma Quân thì sẽ bù đắp cho sự khuyết thiếu của Đấu Thiên Thần Kích của hắn. Thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì Đấu Thiên Thần Kích của hắn chỉ là chuẩn tiên khí, còn Bội Kiếm Ma Quân là tiên khí chân chính. Mài ra nếu như hắn có thể chém giết người sở hữu bản nguyên ma quân trong Thất Tuyệt Vực, lấy được bản nguyên ma quân thì đó sẽ là một thanh huyết kiếm, có thể bù đắp tổn thất cho một trong Địa Hoàng Tam Bảo, Tiên Linh Chi Tâm. Dù sao với đẳng cấp cường giả như ma quân, cũng không kém hơn Tam Hoàng bao nhiêu. Bản nguyên truyền thừa của hắn có thể sẽ không yếu hơn truyền thừa của Địa Hoàng Tiên Linh Đế. Cứ như vậy, chẳng phải mất mát trước đó của Lý Vô Song sẽ được bù đắp toàn bộ, thậm chí còn thu hoạch được nhiều hơn sao? Chương 2679, chẳng lẽ còn gặp phải hắn sao? Lý Vô Song mỉm cười, vẻ mặt khẽ hưng phấn. Tin tức này đúng là cơn mưa đúng lúc. Quan trọng nhất là, cuối cùng hắn đã có cơ hội mở rộng tay chân của mình, không cần phải đụng phải tên đáng ghét kia nữa. Chẳng lẽ hắn còn có thể trà trộn vào Mặt Nhật Thần Giáo sao? Hơn nữa, chẳng lẽ hắn còn có thể là chủ sở hữu của bản nguyên ma quân sao? Lý Vô Song cười lạnh một tiếng, bản thân cảm thấy trí tưởng tượng của mình rất phong phú. Ta không tin nó sẽ xảy ra ba lần. Chẳng lẽ lần này hắn có thể trà trộn vào Mạc Pháp Giới, xuất hiện trước mặt ta sao? Lý Vô Song thả lỏng tâm trạng. Ít nhất là lần này, hắn có thể thoải mái ra tay, yên tâm tìm được cơ duyên của mình. Lý Vô Song tự tin, ngoại trừ chống lại quân Tiêu Dao ra thì chống lại bất kỳ thiên kiêu nào khác. Thậm chí là chủ sở hữu bản nguyên ma quân, hắn cũng không sao. Nói cách khác, chỉ có thể hiện ở thọ yến của Khúc Hồng Loan kia mới có thể tiến vào Thất Tuyệt Vực sao? Lý Vô Song nói. Đúng vậy, môn chủ Cửu Sắc Môn nói. Vậy thì tốt, ngươi đi sắp xếp đi. Bản hoàng muốn đến Mặt Pháp Giới trước, nếu lúc đó ta có thu hoạch, ta sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi. Lý Vô Song nói. Đa tạ đại nhân, môn chủ Cửu Sắc Môn chắp tay lại, vui mừng nói. Ồ, Vân Tiêu, tuy không biết ngươi sẽ dùng cách gì mà có thể lấy được công huân ở thành lũy Tam Hoàng, nhưng chỉ cần ta nắm chắc cơ duyên lần này, lần sau gặp lại, ngươi thua cuộc sẽ là ngươi. Khóe miệng Lý Vô Song nhếch lên, nở nụ cười lạnh nắm chắc thắng lợi trong tay. Thời gian trôi qua, tin tức về Mặt Nhật Thần Giáo, thọ yến của ma phi của mạch ma hậu Khúc Hồng Loan cũng truyền ra ngoài, nhưng chỉ giới hạn trong trận danh của Mặt Nhật Thần Giáo và một số thế lực ma đạo. Đối với thế giới bên ngoài, trừ khi cố tình hỏi thăm, không thì rất khó có được tin tức. Hơn nữa nơi mà pháp giới tọa lạc cũng cực kỳ bí mật, không để cho Tam Giáo và các phe đối địch khác tìm thấy. Vì vậy, nếu thế giới bên ngoài không cố ý tìm kiếm thì không thể biết được tình hình. Mà quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị xong xuôi, hắn trực tiếp dung nhập thượng thương hắc huyết vào cơ thể, tiến vào trạng thái hắc áng. Mái tóc màu đen biến thành trắng tinh như tiết, đồng thời đồng tử thâm thúy cũng nổi lên ánh sáng kỳ dị âm u màu tím. Dung hợp thượng thương hắc huyết là một trong những thủ đoạn át chủ bài để quân Tiêu Dao tăng thực lực, nhưng lần này hắn chỉ đơn thuần đề phòng mà thôi. Mà pháp giới cũng không phải nơi có thể ra vào tùy tiện, nếu quân Tiêu Dao bại lộ thân phận thì sẽ gặp phiền phức. Mà sau khi dung hợp thượng thương hắc huyết tiến vào trạng thái hắc áng, dung nhan của quân Tiêu Dao vẫn tuyệt đẹp như vậy, nhưng lại mang đến vẻ anh tuấn tà mị. Nếu như thi triển ra chiêu thức thần thông sẽ mang đến ý hắc ám, khiến người ta không thể dò xét ra được nguồn gốc chiêu thức của hắn. Đây là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Không lâu sau Oản Nhi đến đây phục mệnh, thấy dung mạo quân Tiêu Dao không có gì khác biệt, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, khiến người ta bất ngờ vô cùng. Chẳng biết tại sao, nàng cứ cảm giác thời khắc này khí chất của quân Tiêu Dao quá giống ma quân, gần như không khác gì nhau. Nếu để cho những ma phi của mạch ma hậu đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ kêu lên ngạc nhiên, hưng phấn, tưởng rằng gặp được ma quân chuyển thế. Còn là một mỹ nam anh tuấn khí chất lẫm liệt, như một ma quân chúa tể vạn linh vô thượng. Mọi chuyện đã xong chưa? Quân Tiêu Dao hỏi. Quả Nhi giật mình, ổn định lại tinh thần rồi nói. Đã xong rồi. Sau đó Oản Nhi sẽ dẫn công tử đến một thế lực tên là Huyền Ma Tông. Huyền Ma Tông cũng nằm trong danh sách khác mời thọ yến lần này. Hơn nữa có thể hoàn toàn tin tưởng, sắc mặt Oản Nhi hơi ửng hồng, nhưng khi nhìn quân Tiêu Dao lại có hơi thất thần. Nhưng lúc này quân Tiêu Dao đang ở trạng thái hắc ám cũng rất hấp dẫn. Được, quân Tiêu Dao gật đầu.
Sau đó hắn lấy mặt nạ mặt quỷ khóc như cười đeo lên khuôn mặt mình. Mặt nạ quỷ đặc biệt, tóc trắng, dáng người thon dài, mang theo khí chất tà dị hắc ám nhàn nhạt. Thời điểm này, quân Tiêu Dao có một loại khí chất bí ẩn thâm trầm đầy hấp dẫn, khiến mọi người không tự chủ được sinh ra cảm giác kiêng kỵ sợ hãi. Thoạt nhìn cũng giống như người trong ma đạo. Đi thôi, quân Tiêu Dao chắp tay lại. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Oản Nhi, quân Tiêu Dao cũng thuận lợi gia nhập Huyền Ma Tông. Người trong Huyền Ma Tông không đoán ra được lai lịch của quân Tiêu Dao, chỉ cảm thấy nam tử mặt quỷ tóc trắng này vô cùng thần bí, khí chất thâm trầm, chắc chắn không phải là tồn tại mà người bình thường động vào được. Hơn nữa còn được ma nữ mặt nhật thần giáo Oản Nhi giới thiệu. Người trong Huyền Ma Tông đương nhiên kính sợ lịch sự với quân Tiêu Dao, không dám mạo phạm, chứ đừng nói đến điều tra lai lịch của quân Tiêu Dao. Cũng không bao lâu, mọi người trong Huyền Ma Tông bắt đầu xuất phát đi đến mặt pháp giới. Khi ma quân còn sống, thế lực thanh thế của mặt nhật thần giáo mạnh mẽ, căn cứ địa của hắn và mặt pháp giới chưa từng ẩn giấu. Nhưng sau khi ma quân ngã xuống, tam giáo vây đánh, mặt nhật thần giáo cũng bắt đầu sụp đổ, lối vào mặt pháp giới bị giấu đi. Nếu không phải có người mặt nhật thần giáo dẫn dắt thì gần như không có cách nào tiến vào đó. Quân Tiêu Dao đi theo người Huyền Ma Tông rời đi. Sau đó đến một thế giới, không phải thế giới đại thiên, cũng không phải trung thiên thế giới, thậm chí còn không phải thế giới tiểu thiên, chẳng qua chỉ là một thế giới vi trần. Giống như thế giới vi trần ở cả giới hải, thực sự như hạt bụi khó mà tìm thấy, chứ đừng nói đến một nơi hoang vu không người như thế giới vi trần. Chương 2680, tiến vào mặt pháp giới, gặp lại Lý Vô Song. Sâu trong thế giới vi trần có một tế đàn truyền tống. Mọi người Huyền Ma Tông đi đến tế đàn, ánh sáng sáng lên, trước mắt lóe lên, bọn họ đi đến một tinh không không biết tên. Sau đó một người hầu mặc quần áo của mặt nhật thần giáo xuất hiện, chắp hai tay nói: "Bằng hữu Huyền Ma Tông, đã lâu không gặp, mời đi theo ta." Người của mặt nhật thần giáo này dẫn quân Tiêu Dao và người Huyền Ma Tông đi đến một truyền tống trận khác. Trải qua 5-6 lần truyền tống, bọn họ mới đến một tinh không có rất nhiều khe hở hư không. Cửa mặt pháp giới ở phía trước, vị mặt nhật thần giáo này dẫn mọi người đi vào hư không ở phía trước. Quân Tiêu Dao nhìn nơi này thì không nói gì. May mắn là có một Oản Nhi ở đây. Nếu không, tuy hắn muốn dò la về mặt nhật thần giáo cũng không tìm được đường tiến vào mặt pháp giới. Mặt nhật thần giáo che giấu quá sâu, còn vô cùng cẩn thận. Nhưng ngay khi đến lối vào của mặt pháp giới, có một cường giả đứng sừng sững ở đó, thông qua pháp khí thăm dò khí tức của những người tiến vào nơi này. Quân Tiêu Dao đã dung hợp thượng thương hắc huyết, mang theo khí tức hắc ám, giống một người trong ma đạo. Còn thêm hắn sử dụng thâu thiên hoán nhật đại pháp cho nên dễ dàng qua cửa. Cuối cùng, trải qua tầng tầng lớp lớp chuyển hướng và kiểm tra, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng tiến vào mặt pháp giới. Vừa tiến vào trong, quân Tiêu Dao đã cảm giác được luồng khí tức bản nguyên vũ trụ mênh mông. Mặt pháp giới là một thế giới cấp bậc vũ trụ đơn thể. Đừng cho rằng quân Tiêu Dao nắm trong tay một vũ trụ đa nguyên là có thể xem thường vũ trụ đơn thể. Ở trong giới hải, vũ trụ đơn thể cũng là tồn tại như rồng phượng. Cho dù là bát đại đế tộc, thế lực tam giáo cũng chỉ mỗi nơi chiếm cứ một vũ trụ đơn thể mà thôi. Nắm giữ một vũ trụ đa nguyên như quân Tiêu Dao vốn là trường hợp đặc biệt. Tiến vào mặt pháp giới, không chỉ có Huyền Ma Tông mà còn có các thế lực ma đạo hoặc là các lực lượng chống lại tam giáo đứng trong cùng phe với mặt nhật thần giáo cũng đến. Trong đó cũng bao gồm Cửu Sát Môn. Lý Vô Song cũng đi cùng mọi người Cửu Sát Môn đến đây. Hắn cũng thay đổi khuôn mặt, trông như một nam nhân bình thường. Lý Vô Song bắt buộc phải có được cơ duyên lần này. Mà vào lúc Lý Vô Song tiến vào mặt pháp giới, quân Tiêu Dao ở bên này cũng cảm ứng được. Đừng quên, hắn đã thực hiện một số thủ đoạn nhỏ trong bản nguyên tam giáo của Lý Vô Song. Trừ khi nguyên thần và cảnh giới của Lý Vô Song tăng cao, nếu không sẽ khó phát hiện ra. Kế mà hắn cũng tới, xem ra chú ý đến bội kiếm ma quân, muốn bù đắp cơ duyên mà hắn đã tổn thất sau. Quân Tiêu Dao lập tức đoán được mục đích của Lý Vô Song. Đây đúng là oan gia tụ hợp, chỉ sợ Lý Vô Song cũng không ngờ hắn sẽ đến đây. Nhưng lần này e rằng Lý Vô Song hưng phấn mà đến nhưng phải ấm ức ra về. Hắn nhất định không thể có được bất kỳ cơ duyên nào ở dưới mí mắt của quân Tiêu Dao. Cho Lý Vô Song loại cơ duyên này không phải là tạo nghiệt sao? Trải qua sự dẫn dắt liên tiếp, quân Tiêu Dao và người Huyền Ma Tông cũng đến mạch Ma Hậu, nơi tổ chức thọ yến của Khúc Hồng Loan. Thân là mạch Ma Hậu, quyền thế chỉ đứng sau một phía vị Ma Phi và gần với Ma Hậu. Nơi cung điện của Khúc Hồng Loan cũng muôn hình vạn trạng, nằm ở giữa khe núi, vô cùng rộng lớn, cung điện liên tiếp nối liền. Vừa nhìn, thậm chí còn có khí tượng tiên gia giống như chỗ ở của thần nữ tiên phi nào đó. Rất khó để người ta liên tưởng đến chữ Ma Phi. Thọ yến nhộn nhịp, rất nhiều người đến chúc thọ, nối đuôi nhau đi vào. Hội tụ lại trên quảng trường rộng lớn phía trước cung điện, thị nữ qua lại đều xinh đẹp động lòng người. Quân Tiêu Dao và người của Huyền Ma Tông tùy ý ngồi xuống,
Trong quá khứ, cho dù là bữa tiệc nào thì Quân Tiêu Dao cũng ngồi ở vị trí khách quý, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ hắn rất bình thường, ngồi ở vị trí tầm thường với người trong Huyền Ma Tông. Dù sao Huyền Ma Tông cũng không phải môn phái đứng đầu gì, chỉ là có tư cách nhận được lời mời mà thôi, đương nhiên không thể ngồi ở vị trí quan trọng. Mà bên kia, Lý Vô Song của Cửu Sát Môn cũng đến. Ánh mắt của Lý Vô Song tùy ý nhìn chung quanh, bỗng nhiên dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Cái gì? Trong mắt hắn hiện lên sự nghi ngờ. Hắn ngưng cảm thấy nam nhân tóc trắng đeo mặt nạ này có cảm giác nguy hiểm khó mà giải thích được, thậm chí có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nhưng hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Nam nhân đeo mặt nạ quỷ tóc trắng có khí chất hắc ám và thâm trầm, rõ ràng là một thiên kiêu ma đạo sâu không lường được. Điều này cũng nhắc nhở Lý Vô Song, lần này tranh đấu ở Thất Tuyệt Vực, sợ là cũng xuất hiện rất nhiều tài năng. Trên vành cơ duyên không đơn giản như vậy. Theo thời gian, khách mời cũng đến nhiều hơn. Lúc này, sự xuất hiện của đoàn người đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dẫn đầu là một nam nhân mặc hoa phục màu đen. Hắn vô cùng đẹp trai, giữa ấn đường có đường hoa văn cổ xưa màu đen. Cả người tỏa ra một khí tức hắc ám mơ hồ, như hắc động cổ. Đôi mắt như một hố sâu khiến mọi người nhìn vào, như thể linh hồn bị cuốn vào trong. Là vị mạch tà chủ, quả nhiên Mục Lăng gia sẽ đến. Nhìn thấy nam tử tỏa ra khí tức hắc ám toàn thân, rất nhiều người chung quanh đều bàn tán. Vị nam tử này chính là chủ sở hữu bản nguyên ma quân mà mạch tà chủ tìm ra, Mục Lăng gia. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng lạnh nhạt nhìn sang. Trước đó Oản Nhi có nói với hắn, Mục Lăng gia này chiếm được truyền thừa của vị cường giả nào đó, thực lực sâu không ngừng được. Bây giờ xem ra, ở trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ có vậy. Nhưng đối với các thiên kiêu khác, hắn là một ngọn núi lớn. Hơn nữa Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, bản nguyên ma quân trên người Mục Lăng gia rất hùng hậu. Tuy vẫn không bằng hắn, nhưng không thua kém bản nguyên ma quân của Đông Phương Ngạo Nguyệt lắm. Còn cùng người kia, nếu so sánh bản nguyên ma quân của hắn với Đông Phương Ngạo Nguyệt và Mục Lăng gia thì kém hơn một chút.